chàng rể đại gia, Chu Dương. Trường 201, cho cơ hội. Chu Dương đặt hai tay lên đùi, cong chân, lưng dựa vào ghế, lạnh nhạt nhìn mười mấy người trong phòng họp. Anh nhìn rõ ràng cảm xúc trên khuôn mặt của những người này, toàn bộ đều ghi nhớ trong lòng. Tức giận, khó coi, dối rắm im lặng, do dự, phấn khích. Các loại cảm xúc khác nhau hiện lên trên khuôn mặt bọn họ, cũng khiến Chu Dương hiểu rõ hơn về trạng thái tâm lý của họ lúc này. Những người này chính được gọi là làm gái điếm, còn muốn lập đền thờ. Rõ ràng rất muốn tham gia vào dự án mới do Chu Dương tổ chức để đạt được thành công to lớn như mặt nạ IO, từ đó mang lại lợi nhuận khổng lồ cho bản thân mình. Nhưng bọn họ lại tự giữ thân phận, muốn để Chu Dương hoặc là công ty danh Dương chủ động mời bọn họ. Như vậy, để tỏ ra bọn họ có thân phận cao quý, có thể chiếm trước vị trí có lợi trong dự án mới. Chu Dương trong lòng cười khẩy anh sớm đã nhìn thấu những người này trước đây khi anh vẫn chưa tiếp nhận nhiệm vụ thừa kế gia tộc chỉ là một nhân viên bình thường đặt trước mười mấy người này trước mặt bất kỳ một ai đều là sự tồn tại bị người khác sai bảo mà anh trong thời gian ba năm làm việc cũng đã tiếp xúc không ít những người khác của công ty có nhân viên cấp dưới lãnh đạo cấp trung thậm chí cùng công ty gặp qua giám đốc điều hành của công ty khác hầu như những người đó đều có một đặc điểm chung chu dương nhớ rất rõ ràng tự giữ thân phận. Muốn hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, nhưng lại hy vọng bản thân có sĩ diện tăng gấp bội. Trong tình hình như vậy, hầu hết mọi người sẽ chọn thuận theo bọn họ. Nhưng Chu Dương không giống vậy. Những người này có lẽ đủ khả năng làm điều này trước mặt người khác, nhưng trước mặt Chu Dương lại lỗ nguyên hình. Tôi chỉ có một câu nói, trước đây tôi quả thực truyền tin tức, nhưng mà... Chu Dương dừng một lúc, tiếp tục nói. Tôi chỉ cho các người một cơ hội để tham gia, chứ không đại diện cho việc các người nhất định đủ khả năng tham gia. Kết quả cuối cùng như thế nào, còn phải xem bản thân các người. Hiểu chứ? Audio điện tử võ tấn bền Giọng nói của Chu Dương vừa dứt, toàn bộ phòng họp trong trước mắt trở nên yên tĩnh. Vốn mọi người còn tức giận lúc này toàn bộ đều sướng sờ nhìn Chu Dương. Láo sược, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? ngay cả thẩm bích quân chúng mày cũng không dám nói chuyện với tao như vậy mày là cái thá gì thật là hoang đường chỉ là một thằng nhóc chưa chín chắn há có thể quyết định một chuyện quan trọng như vậy lẽ nào công ty danh dương không còn ai nữa sao kêu thẩm bích quân ra đây cô ấy nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích để tên chu dương này ra đây ứng phó với chúng tôi rốt cuộc là có ý gì sau một hồi im lặng mọi người liền bùng nổ từng người một sắc mặt phẫn nộ chỉ vào chu dương hét lên trong đó có một lão già tóc bạc chỉ tay vào Chu Dương, không ngừng chửi bới, lời nói nghe không lọt tai. Chu Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, nhận ra lão già tóc bạc này. Thịnh Nhất Quan, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Thịnh Dung Đông Hải. Công ty Thịnh Dung Đông Hải hiện nằm trong top 5 công ty mỹ phẩm của Đông Hải. Lão Thịnh Nhất Quan này trước kia có dìu dắt nhiều lớp người trẻ, cho nên có không ít người nhận được lợi ích của ông ta trong ngành mỹ phẩm ở Đông Hải những người đó hiện tại đều đang giữ vị trí quan trọng liên hợp với nhau cũng là một lực lượng không thể xem thường ngay cả công ty danh dương gần như cũng phải tránh ngọn gió lớn thịnh nhất quan lạnh lùng nhìn chu dương hừ mũi cậu là chu dương tôi đã nghe nói về cậu người khác nói rằng cậu đầu óc linh hoạt nhiều ý tưởng tôi còn nghĩ rằng đông hải xuất hiện một nhân tài trong ngành bây giờ xem ra chỉ là người ngoài đã bị cậu che giấu đi cậu thật đúng là không coi ai ra gì Thịnh Nhất Quan đã thực sự bị chọc giận. Mặc dù hiện tại công ty Thịnh Dung đang trong tình trạng tốt, trong ngành mỹ phẩm của thành phố Đông Hải cũng có thể nằm trong top 5. Nhưng Thịnh Nhất Quan lại biết rằng, công ty Thịnh Dung trong tương lai sẽ không dễ dàng vượt qua được. Công ty Thịnh Dung là công ty do ông ta và vợ đồng sáng lập, thuộc về tính chất công ty gia đình. Nhưng trước mắt, Thịnh Nhất Quan và vợ đang dần già đi, liên quan đến công việc công ty cũng có chút lực bất tòng tâm, nhiều lúc xử lý một chuyện nhỏ đều cần mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ, hiệu suất cực kỳ thấp. Vốn trong hoàn cảnh bình thường, Thịnh Nhất Quan có thể để con trai mình tiếp quản công ty. Đây cũng là kế hoạch thừa kế của doanh nghiệp gia đình. Nhưng khiến mọi người thất vọng là hai thằng con trai của Thịnh Nhất Quan đều vô dụng. Năng lực học tập tầm thường không nói, mấu chốt là có chút ăn chơi tráng tác. Thịnh Nhất Quan lo lắng, một khi ông ta và vợ qua đời, hai đứa con trai hoàn toàn không thể giữ được công ty Thịnh Dung. Mà vừa may vào lúc này, bên ngoài truyền ra tin tức công ty danh dương muốn liên hợp với công ty Mỹ Phẩm Đông Hải để hợp tác trong dự án mới. Lúc đó đôi mắt của thịnh nhất quan liền sáng lên, lập tức kêu người đi lò la tin tức. Không dễ dàng dò la được thông tin, liên hợp với mọi người đến công ty danh dương thảo luận về khả năng hợp tác. Lại bị Chu Dương đối xử thất lễ như vậy, chuyện này đối với thịnh nhất quan mà nói, so với nhục nhã càng khiến người ta không thể chịu nổi. Nhìn xem, tên Chu Dương này, quả là không biết lớn nhỏ, dám khiến thịnh lão ra tức giận thành như vậy. Đúng vậy, thịnh lão ra chính là tiền bối của tôi, có tiếng tăm lừng lẫy ở Đông Hải, nhưng lại bị Chu Dương làm cho tức giận đến mức này, chúng ta nhất định phải đòi cậu ta cho một lời giải thích. Thịnh lão ra, đừng sợ, chúng tôi đứng về phía ông. Mọi người thấy thịnh nhất quan ra mặt, lập tức vui mừng, vội vàng hô ứng. Trước kia bọn họ trên miệng chỉ mắng mỏ, nhưng không ai dám trực tiếp đi đầu làm ẩm ý với Chu Dương, rất sợ sẽ làm chậm trễ sự hợp tác tiếp theo giữa hai bên. Bây giờ thịnh nhất quan ra mặt, bọn họ đương nhiên vui vẻ trông thấy. Dù sao nếu công ty danh Dương hoặc Chu Dương truy cứu, cũng sẽ trực tiếp truy cứu thịnh nhất quan người ra mặt này, sẽ không trách cứ bọn họ quá nhiều. Chu Dương ở bên cạnh lạnh lùng liếc nhìn, anh đều đã ghi nhớ từng biểu hiện trên khuôn mặt của họ. Anh biết rõ trong lòng những người này nghĩ gì, chỉ cười khẩy, không nói gì nhiều. Đợi hầu hết mọi người đều lần lượt mở miệng đe dọa, Chu Dương mới đủng đỉnh đứng dậy. Các người nói xong hết chưa? Chu Dương lạnh nhạt nói, miệng khẽ nhếch lên, khuôn mặt đầy khinh bỉ. Lúc này mười mấy người này đứng trước mặt anh, hầu hết đều là những người mượn gió bẻ măng. Bản năng theo đuổi lợi ích của bọn họ hoàn toàn không có điểm giới hạn. Mặc dù Chu Dương vô cùng không thích những người như vậy, nhưng anh biết rằng mọi người đều có cuộc sống, mỗi người có theo đuổi riêng của họ anh cũng không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác chỉ là dự án mới trước mắt lại là để anh vì tích lũy sức mạnh để trở về chu gia những người này nếu yên phận làm việc vậy thì tốt mọi người cùng nhau kiếm tiền nhưng nếu có người muốn kiếm chuyện chu dương sẽ không nhân từ mà sẽ trực tiếp tấn công khiến những người đó phải hối hận muốn bàn chuyện hợp tác ở lại còn không muốn thì ra ngoài sau khi chu dương nói xong diệp sở thiến ở bên ngoài liền mở cửa phòng họp sau đó từ từ bước vào cánh cửa phòng họp cũng luôn mở không hề đóng bây giờ chỉ có hai sự lựa chọn ở lại rời đi người ở lại có thể trao đổi hợp tác nhưng chưa chắc sẽ thành người rời đi chắc chắn không thành mọi người đều là người nhanh trí trong chốc lát liền có thể hiểu rõ ý nghĩa bên trong nhưng vừa nãy chu dương lại trực tiếp thờ ơ để bọn họ ở đây trong vòng nửa tiếng cực kỳ vô lễ. Nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài, bị người khác biết được, nhất định sẽ chế giễu bọn họ. Các vị đã lựa chọn xong chưa? Chương 202, đưa ra lựa chọn. Chu Dương mắt sáng như đuốc, đảo mắt nhìn mọi người. Ánh mắt anh rất có tính giò xét, rất nhiều người không dám đối mặt với anh, chỉ đành rời ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Chu Dương quan sát tất cả mọi thứ, không nhịn được cười khẩy, trong lòng càng thêm khinh thường những người này nhưng anh sẽ không trực tiếp nói ra bởi vì tiếp theo vẫn cần đến bọn họ bằng không dự án mới sẽ không quá hoàn chỉnh trong chốc lát mọi người bị khí thế của chu dương chấn áp đợi đến khi phản ứng lại ai nấy đều cực kỳ hoảng sợ bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ đã tung hoành ở đông hải mười mấy năm thậm chí những người như thịnh nhất quan đã mấy chục năm vậy mà bị khí thế của một người trẻ tuổi chấn áp tôi nghĩ xong rồi tôi muốn ở lại đột nhiên một người trung niên trong đám người lên tiếng. Chỉ thấy ông ấy từ từ bước ra, sau khi sắc mặt trải qua một hồi vật lộn, dần thay đổi từ khinh thường lo lắng sang bình tĩnh. Ông chậm chậm bước đến trước mặt Chu Dương, chắp tay chào. "Tôi là Vương Đại Lục đến từ công ty mỹ phẩm Thời Quang, tôi bằng lòng ở lại tham gia lần hợp tác này." Lời nói của ông ấy rất mạnh mẽ, giống như sau khi nghiêm túc cân nhắc mới đưa ra kết quả. Chu Dương im lặng, khẽ gật đầu bày tỏ sự đồng ý nhưng những người còn lại trong chốc lát liền biên đảo lại là vương đại lục thật nực cười mỹ phẩm thời quang của ông ta chỉ là một công ty nhỏ lại dám đứng lên đi đầu đúng vậy bất cứ công ty nào trong chúng ta đều tốt hơn gấp mấy lần công ty mỹ phẩm thời quang của ông ta người này thật là không biết điều đợi chuyện hôm nay kết thúc sau khi trở về tôi nhất định phải khiến ông ta mất mặt thịnh lão ra, ở đây ông nước cao vọng trọng ông đưa ra quyết định đi vâng thịnh lão ra chúng tôi đều nghe theo ông mọi người đang nói chuyện đột nhiên lại có một người mở miệng nói tôi cũng đồng ý ngay lập tức mọi người đều sững sờ bọn họ quay đầu nhìn qua thì thấy thêm một người bước ra đi đến trước chu dương chắp tay chào rồi bình tĩnh đứng lại còn có tôi 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 cũng muốn ở lại đây là một cơ hội tôi không thể từ bỏ trong chốc lát lại có thêm ba người đồng thời lên tiếng những người còn lại nhìn năm người đang đứng bên cạnh chu dương sắc mặt hết sức khó coi bọn họ trước đây đã thảo luận qua lần này phải thống nhất đoàn kết cùng chung tay đấu sức với công ty danh dương nhưng không ngờ rằng đây mới chỉ là bắt đầu thậm chí còn chưa bắt đầu đấu sức bọn họ bên này liền xuất hiện kẻ phản bội còn là năm người tôi cũng ở lại tiếp theo lại thêm một giọng nói giả nua mệt mỏi vang lên mọi người theo âm thanh nhìn qua trên mặt dần dần lộ vẻ kinh hoàng cảm xúc không thể tưởng tượng nổi bởi vì người vừa mới nói chính là thịnh nhất quan thịnh lão gia ông như vậy là có ý gì đúng thế thịnh lão gia chúng tôi để ông dẫn đầu nhưng sao ông lại như vậy thịnh lão gia lẽ nào ông muốn phản bội chúng tôi sao ông phải biết rằng nếu ông không thể thành công tham gia đến lúc đó công ty của ông chắc chắn sẽ gặp nhiều vấn đề không sai chúng tôi lo lắng đến lúc đó hai đứa con trai của ông sợ là không giữ được công ty của ông đây rõ ràng là sự đe dọa chỉ cần thịnh nhất quan về phía chu dương một khi bên trong có bất ngờ xảy ra không thành công trong việc phát huy mở rộng công ty vậy thì những người này sẽ không do dự trực tiếp ra tay với công ty thịnh dung khổ khổ tôi đã quyết định rồi hai đứa con trai tôi không có năng lực không có giúp ích gì cho công ty tôi chỉ muốn tìm một dự án tốt ít nhất là ổn định để chúng nó đến làm từng bước. Thịnh nhất quan họ nhẹ một tiếng, ánh mắt đục ngầu của ông ta chốc lát trở nên trong veo, đồng thời khí thế của người lãnh đạo tự nhiên xuất hiện. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều từng nhận qua ân đức của ông ta, lúc này đối diện với ánh mắt đó, e rè tránh né, không dám đối mặt với thịnh nhất quan. Cái ông già chết tiệt này, đợi sau khi trở về, tôi nhất định sẽ không để ông ta sống dễ chịu. Đúng, chúng ta không tin, công ty danh dương và chu dương không có chúng ta có thể khoa tay múa chân tại ngành mỹ phẩm thành phố đông hải đúng chỉ là vận may tốt làm một cái mặt nạ lò thôi so sánh với những cái khác công ty danh dương hoàn toàn chỉ là một thứ cặn bã có thịnh nhất quan mở miệng nhận thua bày tỏ ở lại phía trước có thêm 8 người tiếp tục bước ra ý muốn ở lại lúc này trong phòng họp chỉ còn lại 4 người đứng đối diện với chu dương ánh mắt chu dương khế nheo lại nhìn qua đó Rõ ràng nhìn qua trông vẫn bình thường, không có ánh mắt kỳ lạ gì, nhưng vào lúc này, lại giống như một lưỡi dao sắc bén, liên tục chém vào bốn người. Tôi cũng ở lại. Cuối cùng, có một người không thể chịu được mở miệng nhận thua. Nếu nói đây giọng điệu chịu thua, chẳng thà nói tiền tài khiến người ta động lòng. Ông ta có niềm tin rất lớn vào dự án mới có thể so sánh với dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa. Ông ta tin rằng chỉ cần ông ta tham gia, thì chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều lợi nhuận, đến lúc đó, công ty của ông ta sẽ có thể lên một tầm cao mới. Lục Bân, ông, ba người còn lại giận tím người. Bốn người họ vừa mới đạt được liên minh, nhưng không ngờ trong phút chốc liền tan tành mây khói. Hừ, các người nhiều người đi theo cậu ta như vậy, còn chưa biết có thể tham gia hay không. Vương Đại Lục, công ty mỹ phẩm Thời Quang của ông có thể đưa ra bao nhiêu tiền để tham gia? Đến lúc đó bọn họ ăn thịt có thể cho ông hút canh thì xem như không tệ rồi. Còn có ông, Lục Bân, ông cho rằng Chu Dương thực sự tốt bụng sao. Dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa trước đó, cậu ta làm khó dễ, ra tay trong bóng tối với công ty Tuấn Phát, chặn đường giành quyền hợp tác của bọn họ. Các người nghĩ xem, công ty của các người còn bao lâu nữa mới bằng công ty Tuấn Phát. Chu Dương có thể chặn đường của người khác, cũng có thể chặn đường của các người. Ba người bọn họ lúc này đâm lao phải theo lao. Nét mặt mong đợt nhìn Chu Dương, hy vọng Chu Dương có thể nói điều gì đó mời họ ở lại. Đến lúc đó, bọn họ cũng có thể bước xuống một bậc, mở miệng đồng ý ở lại. Đây là một điều tốt cho cả hai bên. Nhưng bọn họ đã thất vọng, Chu Dương không có chút phản ứng. Giống như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của bọn họ. Chu Dương cười khẩy. Lời đe dọa vụng về có ý ly gián như vậy, có lẽ chỉ có thể đối phó với mấy thanh niên mười mấy tuổi dễ bị kích động. Nhưng đang ngồi đây đều là các ông tổng của công ty mỹ phẩm thành phố Đông Hải, mỗi vị đều có đại vị cao, đã lăn lộn trong ngành mấy chục năm. Nếu bọn họ dễ dàng bị chia rẽ như vậy thì bọn họ cũng không thể đạt được vị trí như hôm nay. Các người đã không muốn ở lại, vậy thì rời khỏi đây đi. Nhìn thấy tình hình cũng gần xong, Chu Dương cuối cùng cũng mở miệng nói. Nhưng vừa mở miệng lại kêu ba người rời khỏi đây. Chu Dương, cậu đừng quá đắc ý. Cậu không nên cho rằng rời khỏi cậu thì không có dự án tốt. Đúng vậy, công ty Danh Dương này mới thành lập mấy năm, làm sao có thể so sánh với công ty chúng tôi. Ba người mỗi người một câu, chút ra sự phẫn nộ và bất mãn trong lòng ra. Chu Dương lại dám bảo bọn họ rời khỏi đây, điều này chứng tỏ Chu Dương hoàn toàn không để ý đến bọn họ. Như vậy chỉ sẽ có hai khả năng. Một là anh cũng không chắc chắn nhưng cần phải đưa ra thái độ. Còn loại còn lại, Chu Dương và công ty Danh Dương đầy tự tin, cảm thấy không có họ và công ty. Họ cũng không sao, không ảnh hưởng đến dự án. Nếu là loại đầu tiên, ba người bọn họ có thể bí mật lên kế hoạch. Nhưng nếu là loại thứ hai, thì rất có thể ba người bọn họ bị loại khỏi dự án mới. Thậm chí sau này, bọn họ sẽ bị loại ra ngoài vòng tròn của những người chọn ở lại. Chương 203, cuộc thảo luận vào một ngày cuối tháng 10. Ngày 1 tháng 10. Sao vậy, còn muốn tôi tiến các người nữa à? Thấy ba người đó chậm chạp không rời đi, Chu Dương liếc mắt nhìn qua, cười khẩy. Những người đã đưa ra lựa chọn đều mỉm nhìn họ, không có một chút cảm thông. Chu Dương, sớm muộn mày cũng sẽ hối hận vì chuyện hôm nay. Chúng ta đi." Một người đàn ông dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp quay người rời đi hai người còn lại do dự một lúc nhìn người vừa bước ra cũng nghiến răng đi theo sát bọn họ đang đặt cược đặt cược chu dương và công ty danh dương sẽ làm không tốt cái gọi là dự án mới này thực lực công ty của từng người bọn họ cũng được xem là không tệ căn bản không sợ sự công kích của chu dương và công ty danh dương suy cho cùng công ty danh dương hiện chỉ có một kiểu mặt nạ không gây ra mối đe dọa nào cho bọn họ đợi khi hình bóng của ba người biến mất hoàn toàn Ánh mắt của mọi người lập tức thu lại, quay lại nhìn Chu Dương, chờ đợi anh đưa ra sự sắp xếp tiếp theo. Sự lạnh lùng trên mặt Chu Dương dần dần tiêu tan, khôi phục lại nụ cười. "Sự quyết đoán của các vị, tôi rất tán thưởng, nhưng có một điểm mà tôi muốn nói trước, không phải mỗi công ty đều có thể tham gia vào dự án mới này, cần có điều kiện nhất định." Chu Dương liên tục mỉm cười, nhìn người mấy người ở lại, trong lòng cũng thoải mái hơn. "Cách đây không lâu, anh mới thanh lọc ngành truyền thông thành phố đông hải thậm chí thành lập một hiệp hội truyền thông và quỹ hội còn bây giờ ông tổng của các công ty mỹ phẩm ở thành phố đông hải gần như hơn một nửa đều ở trong phòng họp này chỉ cần anh có lòng thì có thể nhờ vào dự án mới để lặp lại việc làm giống như ngành truyền thông nhưng bây giờ chu dương không muốn làm như vậy ngành truyền thông làm như vậy hơn nữa còn rất thuận lợi ngoài sự hỗ trợ của trần thế hào và lãnh đạo chính phủ nguyên nhất lớn nhất là Chu Dương vốn không hề có công ty nào trong ngành truyền thông. Anh không theo đuổi lợi ích với ngành truyền thông, sẽ không trở thành đối thủ cạnh tranh của các công ty truyền thông đó. Nhưng bây giờ thì khác, bản thân công ty Danh Dương là công ty mỹ phẩm lớn nhất ở Đông Hải. Chỉ cần công ty Danh Dương để lộ ý nghĩ thanh trừ công ty và thị trường mỹ phẩm Đông Hải thì trong phút chốc sẽ nhận được công kích cực lớn. Còn mười mấy người trước mặt này có khả năng sẽ trở thành kẻ thù và kẻ công kích kiên quyết nhất bọn họ vì lợi ích riêng trong ngành thậm chí sẽ hợp lực để đàn áp công ty danh dương đây là điều chu dương không hy vọng nhìn thấy điều kiện gì vương đại lục của công ty mỹ phẩm thời quang có chút căng thẳng hỏi khi nghe thấy chu dương nói như vậy trái tim ông thắt lại một lúc và rồi sự hối hận dâng lên như thủy triều ông biết rằng muốn thành công tham gia cần phải trả một cái giá nhưng cuối cùng ông vẫn có một chút ảo tưởng có lẽ chu dương chỉ đang thử thách bọn họ một khi chu dương đưa ra điều kiện khắc nghiệt ông chắc chắn khó chấp nhận được đến lúc đó không được tham gia vào dự án mới chắc chắn sẽ bị ba người rời đi đó liên hợp công kích mà những người khác sẽ chỉ lạnh nhạt lên nhìn vương đại lục không lên tiếng giúp đỡ bọn họ đều biết rằng dự án mới sẽ kiếm được tiền chỉ cần bọn họ tham gia nằm xuống đếm tiền là được đối với chuyện tốt như vậy bọn họ chỉ mong sao mình chiếm lấy tất cả bây giờ có thể giảm một người chính là giảm đi một người tham gia phần mà bọn họ chiếm được sẽ nhiều hơn chút. Điều kiện rất đơn giản, phí tham gia là 10 triệu. Giọng nói vừa rơi xuống, bên trong phòng họp liền nhún nháo lên. 10 triệu, thiệt hay giả vậy? 10 triệu còn không bằng một dĩa đồ ăn nhỏ, lẽ nào thực sự đơn giản như vậy sao? Tôi nhìn không giống vậy, nói không chừng đằng sau còn có điều kiện khác, xem tiếp coi sao. Khi vương đại lục nghe thấy 10 triệu, cơ thể trong chốc lát liền run lên công ty mỹ phẩm thời quang của ông gần đây cũng gặp khó khăn vô cùng lớn. Chất lượng của một đại lý mỹ phẩm trước đây không tốt, thu hút rất nhiều khiếu nại và trả hàng của khách. Chuyện này khiến mỹ phẩm thời quang trong chốc lát đứng mũi chịu sao. Còn ông ấy cũng chịu tổn thất vô cùng lớn. Trước mắt, cả công ty mỹ phẩm thời quang đang cố gắng chống đỡ. Kết toán cả công ty có lẽ cũng chỉ có khoảng 8 triệu. Lấy ra 8 triệu này, mỹ phẩm thời quang sẽ thực sự hết cạn đạn lương, nói không chừng những nhân viên đó sẽ nản lòng, trực tiếp bỏ việc. Dẫu sao từ sau khi việc xảy ra, cho đến nay đã có 7-8 nhân viên từ chức. Nhưng mà 8 triệu vẫn chưa đủ, còn thiếu 2 triệu nữa. Tìm bạn học cũ mượn 2 triệu, có lẽ có cơ hội tham gia dự án mới này. Tôi nhất định phải tham gia dự án mới này. Hai tay của Vương Đại Lục đang buông lỏng ngang thắt lưng, lúc này lại nắm chặt. Chỉ có một điều kiện như vậy, các người không cần nghĩ nhiều về thứ khác. Phí tham gia 10 triệu này, đến lúc đó sẽ được đầu tư vào quỹ nghiên cứu." Chu Dương cười nói, "Xin hỏi Chu tổng, chúng tôi đều đầu tư 10 triệu, đến lúc đó làm thế nào tính phần tương ứng thuộc về mình?" Câu hỏi này rất sắc bén, ánh mắt của mọi người đều nhìn qua đây. Ngay cả Vương Đại Lục cũng nhìn qua đây, nét mặt căng thẳng. Nếu Chu Dương yêu cầu họ đưa ra 10 triệu, chỉ tham gia hợp tác không có cổ phần thì hoàn toàn không kiếm được tiền. Xem như kiếm được tiền cũng chỉ là làm việc cho công ty Danh Dương. Nhưng nếu chiếm cổ phần, nên chiếm được bao nhiêu cổ phần? Công ty Danh Dương có phải cũng đưa ra 10 triệu không? Đến lúc đó chia đều với các công ty. Nếu là như vậy, mọi người chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Đây chính là những gì tôi muốn nói tiếp theo, phí tham gia 10 triệu, lát nữa tôi sẽ cho các người số tài khoản ngân hàng, sau khi tất cả các người đều chuyển khoản Chúng tôi sẽ tập hợp mọi người thảo luận bàn bạc vào ngày 1 tháng 10, trao đổi về kế hoạch cụ thể cho sự hợp tác này." Chu Dương nhẹ nhàng nói, đồng thời cũng ra ám hiệu với mọi người. "Vào ngày 1 tháng 10, chúng tôi muốn tập họp mọi người đến bàn bạc. Cho nên phí tham gia của bọn họ phải trước ngày 1 tháng 10 chuyển vào số tài khoản chuyên biệt. Nếu không, chính là từ bỏ cơ hội lần này." Ám hiệu không phải là quá khó hiểu, rất nhiều người đều nghe rõ. Nhưng trong chốc lát, sắc mặt họ trở nên nghiêm túc. Bây giờ đã là cuối tháng, cách ngày 1 tháng 10 cũng chỉ có 2-3 ngày. Muốn trong chốc lát rút 10 triệu từ công ty, thời gian có chút gấp rút. Vẻ mặt vương đại lục càng thêm căng thẳng, cơ thể run dày. 3 ngày, chỉ có 3 ngày. Ông ấy chỉ có 3 ngày để mượn tiền từ bạn bè và bạn học. Một khi trong vòng 3 ngày mượn không đủ 2 triệu nhân dân tệ, vậy thì ông ấy sẽ trắng tay. Tôi phải đi về chuẩn bị. Sau khi quyết định, Vương Đại Lục bước ra xin từ biệt, trực tiếp xài bước lớn rời khỏi phòng họp. Lúc này ở bên ngoài cổng lớn công ty danh dương. Ba người đã rời khỏi phòng họp đó, lúc này ở nơi không xa, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa của công ty danh dương, muốn xem có ai rời đi nữa không. Nhưng bọn họ có chút thất vọng. Gần 10 phút đã trôi qua, không có một người nào. Hừ, đợi đến khi bọn họ phát hiện không thể tham gia, nhất định sẽ hối hận chết được đúng vậy còn có thịnh nhất quan lão già không chết đó tôi cho ông ta thể diện như thế nhưng ông ta lại cũng đứng về phía công ty danh dương nếu ông ta không thể tham gia tôi nhất định khiến công ty thịnh dung của ông ta không thể tồn tại ba người tán gẫu khuôn mặt đầy tự tin ồ có người đi ra rồi xem xem tôi mới nói gì chu dương để cho bọn họ tham gia chắc chắn sẽ có yêu cầu đây chính là có người không thể đáp ứng yêu cầu đi Đi qua xem thử là ai. Chương 204, tôi rất tán thưởng ông. Ơ, ờ, đây không phải là Vương Đại Lục sao? Sao lại đi ra rồi? Ha ha, còn phải nói, nhất định là không đáp ứng yêu cầu để tham gia, bị đuổi ra ngoài. Vương Đại Lục, trước đó ông là người đầu tiên đứng ra đồng ý, thật là khiến tôi vô cùng thất vọng. Bây giờ ông không thể tham gia vào dự án mới, tôi trái lại muốn xem, công ty mỹ phẩm thời quang của ông rốt cuộc có thể sống được bao lâu. Trong lòng Vương Đại Lục có chút lo âu. Ông ấy đã tính toán đâu ra đấy, có thể lấy ra 8 triệu, nhưng cách phí tham gia 10 triệu, còn thiếu 2 triệu nữa. 2 triệu này không phải là một con số nhỏ, cho dù là ông ấy cũng cần xem xét cẩn thận. Những người bạn và bạn học của ông không phải giàu có đặc biệt, ông gần như là xếp thứ ba về độ giàu có. Bây giờ ông ấy đi mượn tiền, những người đó chưa chắc sẽ đồng ý. Tôi nói nè Vương Đại Lục, ông có thể đừng nói đùa được không? ông là xếp tổng của công ty tài sản hơn chục triệu, ông tìm tôi mượn tiền, đừng nói đùa nữa. người ở phía bên kia của điện thoại là bạn học tốt nhất thời đại học của Vương Đại Lục, năm đó còn là mối quan hệ giường tầng trên tầng dưới. người bạn học đó hiện cũng đang đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành của một công ty nước ngoài, mức lương hàng năm không thấp, không chênh lệnh nhiều với Vương Đại Lục. người bạn học cười hai tiếng liền trực tiếp cúp điện thoại. Vương Đại Lục trầm mặc cất điện thoại, nắm chặt tay phải. Ông ấy vừa rời khỏi phòng họp liền bắt đầu gọi điện thoại cho bạn bè và bạn học. Đi thẳng xuống lầu, đến cổng lớn của công ty danh dương, đây đã là cuộc gọi thứ ba. Không có nghi ngờ gì, tất cả đều thất bại, không ai sẵn lòng cho ông ấy mượn tiền. Đặc biệt là khi nghe nói mượn 2 triệu, giọng điệu của họ coi thường, còn châm biếm Vương Đại Lục đủ điều. Vương Đại Lục nội tâm dần trở nên lạnh lẽo, đang suy nghĩ xem sẽ gọi ai tiếp theo thì bị chặn lại nhìn ba người trước mặt vương đại lục cau chặt mày thời gian của ông ấy bây giờ rất gấp rút chỉ có ba ngày mà ông ấy còn thiếu hai triệu ông ấy không muốn mượn từ các công ty khác như thế sẽ lộ ra tình trạng hiện tại của mình điều này sẽ gây bất lợi cho việc bàn bạc sau đó làm gì vậy vương đại lục lách mình muốn đi qua lại bị bọn họ ngăn chặn vương đại lục Bây giờ ông đã hối hận chưa? Chỉ cần ông đồng ý, tôi trái lại có thể thu mua công ty của ông, cho ông một đề nghị không tồi, đến lúc đó ông còn có thể đến làm việc cho công ty của tôi. Kia, hai triệu chắc đủ rồi. Sau khi nói xong, ba người đồng thanh cười ầm ầm. Sự tồn tại của Vương Đại Lục như vậy, trong mắt bọn họ nhìn chính là tầng lớp thấp nhất. Dừng lại ở tầng lớp thấp nhất thì tốt, sẽ không ai chặn đường tiền tài của ông. Nhưng bây giờ người ở tầng lớp thấp nhất lại muốn lên tầng trên để kiếm ăn điều này chắc chắn là một sự sỉ nhục đối với những người khoác lác là tầng trên như bọn họ các người đang nói gì vương đại lục mở to mắt rất ngạc nhiên nhìn ba người này không hiểu bọn họ đang nói gì hừ vương đại lục đừng cho rằng chúng tôi không biết ông hoàn toàn không thể đáp ứng yêu cầu chu dương đưa ra bây giờ không có cơ hội tham gia vào dự án mới có phải rất hối hận không một người đàn ông ở giữa cười lạnh mặt đầy khinh bỉ. Các người cho rằng tôi không đáp ứng được yêu cầu sao? Đến lúc này Vương Đại Lục mới hiểu ra, tại sao ông vừa đi ra cửa lớn, ba người này liền trực tiếp chặn mình, nói những lời kỳ quái. Hóa ra là cho rằng mình bị đuổi ra. Hừ, đến lúc này, còn làm bộ làm tịch, mỹ phẩm thời quang của ông quy mô nhỏ, bây giờ lại đang. Gặp khó khăn, lẽ nào ông vẫn có thể đáp ứng yêu được cầu của anh ta sao? ba người rõ ràng đều không tin. Một dự án lớn như vậy liên quan đến toàn bộ ngành mỹ phẩm ở thành phố Đông Hải, điều kiện để tham gia dự án mới nhất định rất khắc nghiệt. Suy đoán trước đó của ba người này, chỉ cần quy mô công ty không có trên trăm triệu, đều không có tư cách tham gia. Đúng vậy, tôi đáp ứng được yêu cầu rồi. Vương Đại Lục lạnh nhạt nói. Hê hê, tôi chính là biết rằng ông không đáp ứng được yêu cầu. Người đàn ông ở giữa muốn châm biếm, nhưng mới nói được nửa câu đột nhiên bị ngắt ngang. Ông nói cái gì, ông đáp ứng được yêu cầu rồi. Điều này hoàn toàn không có khả năng, ít nhất công ty phải có quy mô 100 triệu, công ty nhỏ của ông căn bản không đáp ứng được điều kiện. Hừ, Vương Đại Lục, uổng công tôi trước đây còn cho rằng ông là một người trung thực, không ngờ vậy mà còn biết nói dối, mặt không đỏ tim không đập, giày công tôi luyện như vậy. Cả ba lập tức cười nhếch môi, căn bản không tin lời Vương Đại Lục nói. Tôi không nói dối, điều kiện của Chu tổng là phí tham gia 10 triệu, lẽ nào tôi còn không có à?" Vương Đại Lục sụ mặt nói. Mặc dù ông ấy bây giờ quả thực không có 10 triệu, nhưng không thể trực tiếp nói ra, như thế sẽ khiến mọi người nắm bắt được sơ hở. "Cái gì? Phí tham gia 10 triệu?" Cả ba đồng thanh la lên, sau khi nhìn nhau, trên mặt từng người tràn ngập kinh hoàng, ánh mắt tràn ngập sự hối hận. "Chuyện này sao có thể? 10 triệu?" lẽ nào tên họ Chu không biết tầm quan trọng của dự án này sao? Hoặc là nói, cái gọi là dự án mới này hoàn toàn không phải là một dự án gì tốt, anh ta chỉ muốn lừa tiền. Còn người ba người xoay tròn, cố hết sức tìm ra vài kẽ hở. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đều không tìm thấy bất kỳ sai sót nào. Chính là 10 triệu. Ngay lúc này, một giọng nói tràn ngập niềm vui đến từ phía sau vương đại lục. Mấy người nhìn qua, liền thấy lục bân cười đi ra ngoài. Chu Tổng xứng đáng là một người có quyết đoán lớn, chỉ đưa ra yêu cầu phí tham gia 10 triệu, hơn nữa 10 triệu này, sau này sẽ được đầu tư vào quỹ nghiên cứu. Lục Bân hai mắt vui mừng, phút chốc dừng lại trên mặt của ba người, vỗ nhẹ vai Vương Đại Lục, gật đầu khích lệ, rồi trực tiếp rời đi. Trong chốc lát, ba người liền trợn tròn mắt. Thật đúng là 10 triệu. Con mắt của người ở giữa chật vật xoay chuyển, cảm thấy có chút khô miệng. Đúng thật sự là 10 triệu đợi lát nữa bọn họ ra ngoài các người có thể tùy ý hỏi vương đại lục đứng ngạo nghễ trước cổng lớn công ty danh dương chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy mấy người đang nói chuyện trong sảnh của công ty danh dương liền xuất hiện mười mấy hình bóng người đây là những người vừa ở lại trong phòng họp thịnh nhất quan và chu dương đi ở giữa hai người dường như đang nói chuyện thấy tình cảnh này trong lòng ba người vô cùng phiền muộn bọn họ biết những gì vương đại lục nói sợ rằng là sự thật Yêu cầu của Chu Dương đưa ra, vẻn vẹn là nộp vào quỹ nghiên cứu 10 triệu. Chu Dương và Thịnh Nhất Quan nói cười đi đến trước cửa, nhìn thấy ba người trước đang đứng chặn trước mặt Vương Đại Lục, sắc mặt phút chốc trở nên lạnh lùng. Dám chặn người trước cổng công ty danh dương, thật là gan dạ. Ông là Vương Đại Lục, tôi rất tán thưởng ông. Chu Dương bước tới, đưa tay vỗ nhẹ lên vai ông ấy, giống như người lớn khích lệ người trẻ tuổi. Sau đó, ánh mắt Chu Dương nhìn ba người đó, các người không phải đã rời đi rồi sao? Sao vẫn còn ở đây? Hơn nữa còn dám ngăn cản người khác. Triệu binh, chương 205, lại có tin tức lớn sao? Chu Dương hét lên, Triệu Binh lập tức dẫn mấy bảo vệ xông đến. Kể từ sau khi đi theo Chu Dương, Triệu Binh đã được bổ nhiệm vào vị trí đột trưởng tổ bảo vệ trong công ty danh Dương, được coi là thăng tiến tăng lương. Đuổi ba người họ đi, đừng cản trở ánh mắt của nhân viên công ty danh Dương. Chu Dương vừa giơ tay lên, triệu binh lập tức dẫn mấy bảo vệ xông ra. A, à, Chu Dương, cậu không thể như vậy. Chúng tôi có làm gì đâu, cậu không thể như vậy, buông tay. A, à, cứu mạng. Chu Dương, chúng tôi sai rồi, hãy tha thứ cho chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng tham gia, chúng tôi sẵn sàng đưa 10 triệu, không là 20 triệu phí tham gia, để chúng tôi cũng cùng tham gia đi. Đúng vậy, tôi cũng sẵn sàng đưa 20 triệu. Triệu binh chân tay nhanh nhẹn, Dẫn bảo vệ thoáng cái đã khống chế toàn bộ ba người họ. Ba người cũng sợ hãi, ngay lập tức kêu khóc. Ba người này là xếp tổng của công ty của riêng họ, vốn dĩ hoài phong lẫm liệt, nhưng bây giờ lại nước mắt đầy mặt, xấu hổ không chịu nổi. 20 triệu. Chu Dương cười hỏi. Đúng đúng, 20 triệu, chúng tôi đều đưa 20 triệu. Ba người nghe Chu Dương nói như vậy, nghĩ rằng cơ hội đã đến, liền phấn khích. Cho tiền ăn mày à? triệu binh đuổi ra ngoài nhưng chu dương lại cười nhếch môi không quan quân đến triệu binh cũng dẫn bảo vệ trực tiếp đuổi ba người này ra ngoài để các vị chê cười rồi chu dương quay lại nhìn mười mấy người phía sau khẽ cười mười mấy người đó nhìn chu dương chỉ cảm thấy trong lòng ớn lạnh đột nhiên trở nên nghiêm trang thậm chí không dám thở mạnh ba người bị đuổi đó thậm chí thực lực còn mạnh hơn nhiều so với không ít người trong số họ ngay cả bọn họ còn bị đối xử như vậy càng không cần nói đến những người thực lực hơi yếu này cho nên không ai đứng ra nói thay cho ba người họ sau khi nói lời tạm biệt với mọi người chu dương trở lại văn phòng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra chỉ cảm thấy hết sức thú vị chị diệp đến đây một chút chu dương dùng điện thoại nội bộ của công ty gọi cho diệp sở thiến chu tổng anh tìm tôi diệp sở thiến nhanh chóng đi vào trên tay ôm một sắp tài liệu lớn ờ người đàn ông vừa nãy tên là vương đại lục kiểm tra thông tin của ông ấy chu dương có chút hứng thú với vương đại lục này lúc nãy ở trong phòng họp chu dương có quan sát hầu hết mọi người đều la mắng chỉ có vương đại lục này không nói một lời sắc mặt có chút u ám chu dương lúc đó cho rằng ông ấy chỉ đang giả vờ nhưng không ngờ rằng ông ấy là người đầu tiên chủ động tham gia ngay sau đó thông tin của vương đại lục đã được diệp sở thiến kiểm tra đưa cho chu dương chu dương lật qua thông tin nhớn mày theo thông tin công ty mỹ phẩm thời quang của vương đại lục vốn được coi là không tệ nhưng cách đây không lâu vì đại lý bán một loại mặt hàng không tốt dẫn đến rất nhiều vấn đề khiến công ty trong chốc lát gặp rắc rối lớn chu dương tiếp tục xem tài liệu đột nhiên choáng váng ngay lập tức khẽ cười bởi vì anh nhìn thấy sản phẩm do vương đại lục đại lý mặt nạ to lúc đầu vì muốn đánh úp công ty danh dương mặt nạ do thẩm trạch liên hợp với Trần Tuấn sinh sản xuất ra chính là mặt nạ to, phiên bản nhái của mặt nạ I.O. Ban đầu, mặt nạ này cũng được bán tốt. Nhưng khi đối mặt với thế mạnh của mặt nạ I.O, liên tiếp mất điểm. Sau đó tin xấu của mặt nạ to liên tục xuất hiện, khiến cho người tiêu dùng mất niềm tin vào nó. Xem ra, vẫn là tôi khiến ông ấy gặp rắc rối, Chu Dương khế cười. Sau khi đại lý mặt nạ to thất bại, Vương Đại Lục đã tìm kiếm đường khác, nhưng luôn không đúng cách sau khi đọc thông tin của vương đại lục chu dương cũng hiểu biết thêm về ông ấy trung thực thực tế có ý chí chiến thủ nhưng đồng thời cũng có nhiều khuyết điểm cố chấp không đủ quyết đoán nhưng theo quan điểm của chu dương mấy cái này không phải là vấn đề lớn lúc này trong lòng chu dương có ý tưởng kéo vương đại lục về làm dưới trưởng của mình bây giờ chuyện này cũng không vội đợi xem sao sau khi tôi đưa công ty danh dương đi đúng đường thì có thể rời đi. Chu Dương trong lòng thầm nghĩ, nhìn về phía trước, ánh mắt hơi trống rỗng. Trong chớp mắt, ba ngày đã trôi qua. Ngày 1 tháng 10, lễ quốc khánh. Toàn bộ Đông Hải đắm chìm trong niềm vui ăn mừng. Người ở khắp mọi nơi trên đường, mỗi người chúc mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của quốc gia. Công ty Danh Dương, Thẩm tổng, Chu tổng, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó, chúng ta có thể khởi hành rồi. Diệp Sở Thiến nhẹ giọng nói. Chu Dương và Thẩm Bích Quân liếc nhìn nhau, sau khi đứng dậy liền trực tiếp ngồi xe hướng vào trung tâm thành phố. Câu lạc bộ hồ Silver Lake. Trần tổng, xe đã chuẩn bị xong rồi. Ừ, Hân Nhi ngoan ngoãn ở nhà, không được chạy lung tung. Trên mặt Trần Thế Hào vui vẻ, bên cạnh ông lúc này là cháu trai Trần Khoan. Sau khi hai người lên xe cũng đang tiến về trung tâm thành phố. Công ty Thịnh Dung, Thịnh tổng đều đã chuẩn bị ổn thỏa, có thể xuất rồi. Ừ, trông chừng kỹ hai thằng khốn kiếp đó, đừng để chúng ra ngoài gây rắc rối nữa, văn rốt võ nát. Thịnh nhất quan lạnh lùng nhìn hai đứa con trai đang run rẩy trong góc, dặn dò với vợ, rồi lên xe, đi về phía trung tâm thành phố. Công ty Mỹ phẩm thời quang. Nhìn vào văn phòng có chút trống vắng, lúc này chỉ còn bốn nhân viên. Tính thêm vương đại lục cũng chỉ có năm người. Đây đã là thành viên cuối cùng của trang điểm thời quang. Vương Tổng, thật sự có thể thành công sao? Vâng, Vương Tổng, nếu không thành công, chúng tôi vẫn có thể gắng ngượng một chút, tôi không tin ông trời sẽ chặn đường sống của chúng ta. Vương Tổng, cố lên, chúng tôi tán thưởng ông. Các nhân viên cổ vũ tới tấp cho Vương Đại Lục. Lần trước sau khi trở về, Vương Đại Lục nói sự việc với các nhân viên còn lại. Vốn còn có gần 20 nhân viên. Nhưng sau khi nói xong, trong chốc lát liền có mười mấy người xin thôi việc chỉ có bốn người trước mặt này ở lại. Vương Đại Lục lúc trước không biết như thế nào là cảm động. Nhưng bây giờ, ông ấy đã hiểu. Cố kìm nén nước mắt, Vương Đại Lục gật đầu, "Bây giờ đừng khóc, đợi sau khi thành công, trở lại thỏa thích ăn mừng." Một người đàn ông từ đi đến bên cạnh Vương Đại Lục, giơ tay vỗ nhẹ vai ông ấy, trong mắt cũng có chút đỏ ửng. Vương Đại Lục nghiêng đầu nhìn qua, trên mặt cũng thoải mái hơn. Khoảng cách 2 triệu Khiến Vương Đại Lục gần như bỏ cuộc. Đã liên lạc gần 50 người bạn và bạn học, không có ai chịu nghe ông nói hết câu. Ngay khi Vương Đại Lục tuyệt vọng, một người lạ lại gọi đến. Vương Đại Lục đang trong tuyệt vọng trả lời điện thoại một cách máy móc. "Alo, là Vương Đại Lục, tôi là Trần Huy." Vương Đại Lục thề rằng ngay lúc đó, ông ấy thật sự choáng váng. Ông thậm chí đã dành một thời gian dài để suy nghĩ rốt cuộc Trần Huy là ai. Nửa phút sau, Ông ấy mới nhớ ra, Trần Huy là đối thủ của ông ấy thời đại học. Hai người bất kể là chuyện học hành hoặc các hoạt động của trường đều có ý phân cao thấp. Sau khi Vương Đại Lục tốt nghiệp, đã ngừng liên lạc với Trần Huy, vốn cho rằng hai người sẽ không bao giờ gặp lại. Lại không ngờ Trần Huy lại chủ động liên lạc với mình, còn đưa tay ra giúp đỡ. Lần này, tất thắng. Chương 206: Công bố Tân Chu. Mọi người hướng đến trung tâm thành phố, không bị người khác chú ý. Nhưng khi tất cả bọn họ dừng xe trước cửa khách sạn Phong Duyệt, một khách sạn 5 sao tại trung tâm thành phố, vẫn khó tránh thu hút sự chú ý. Những người này làm gì vậy? Không biết, lẽ nào bên trong có nhân vật tai to mặt lớn nào? Không thể nào, chúng ta không nhận được tin tức gì cả. Ơ, ờ, đó không phải là Chu Dương sao? Còn có Thịnh nhất quan của công ty Thịnh Dung. Ôi trời ơi, những người này hình như đều kinh doanh mỹ phẩm, bọn họ tụ tập với nhau lẽ nào có tin tức gì lớn sao? Các phóng viên đã phát điên, từng khuôn mặt phấn khích, vội vàng gọi về cho công ty, báo cáo về tình hình ở đây. Khách sạn Phong Duyệt, Trương Uy ra mặt, đã bao chọn tầng 4, tầng 5, làm phòng nghỉ ngơi và phòng họp để thảo luận về dự án hợp tác lần này. Sau khi tất cả những người trả phí tham gia 10 triệu đều tập trung đầy đủ, chào hỏi đơn giản một chút, liền trực tiếp đi vào phòng họp, bắt đầu chủ đề. Chu Dương nhìn thấy Vương Đại Lục, còn có một người đàn ông trung niên bên cạnh ông ấy. Chỉ khác với lần gặp trước, Vương Đại Lục trông rất thiếu sức sống. Lần này, Vương Đại Lục sắc mặt hồng hào, tràn đầy sức sống. Chỉ có gật đầu hài lòng. Phí tham gia 10 triệu của Vương Đại Lục vào ngày cuối cùng mới được chuyển vào tài khoản. Kết hợp với sự tìm hiểu của Chu Dương về tình hình hiện tại của ông ấy, thì biết rằng ông ấy đã cầu cứu bao nhiêu người chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi. Nhưng mặc dù như vậy, nhưng vào thời khắc cuối cùng cũng đã mượn được. Cuộc sống chính là như vậy, Chu Dương cảm thấy không có gì. Nếu bạn ghét thói đời dơ bẩn, không có sự thương xót. Vậy thì chi bằng đem bản lĩnh loán than trời đất và thời gian sử dụng vào việc làm lớn mạnh bản thân. Chỉ khi bản thân mạnh mẽ, cuộc sống mới không có sự lạnh lẽo. Lần này, gần 50 người có mặt, tổng cộng có 30 công ty. Đây gần như là tất cả các công ty mỹ phẩm thành phố Đông Hải. Ngoài ba công ty bị Chu Dương loại trừ ra, các công ty mỹ phẩm có thể trả phí tham gia 10 triệu trên toàn thành phố Đông Hải đều ở đây. Là những người khởi xướng, Chu Dương, Thẩm Bích Quân, Trương Uy, giáo sư Thiệu Trạch Giai ngồi trên hàng ghế đầu. Các vị, tôi biết hôm nay mọi người tụ họp tại đây là vì chuyện gì, cho nên tôi cũng không dây dưa nữa, đi thẳng vào chủ đề. Chu Dương cười nói, ánh mắt nhìn xung quanh, thấy trên mặt mỗi người đều viết rõ căng thẳng và phấn khích. Dự án mới này, có top 1, top 2 của thành phố Đông Hải và trường đại học tốt nhất Đông Hải liên kết thành lập, quy mô có thể tưởng tượng ra. Một khi có thể thành công tham gia, trong tương lai những lợi ích đạt được không dám tưởng tượng. Nhưng cũng có một số người, khuôn mặt có cảm xúc không thoải mái, hoặc là u ám, hoặc là lạnh lùng, thậm chí còn có người mặt đầy tham lam. Chu Dương nhớ bọn họ, đều là những công ty quy mô lớn. Mặc dù thua kém công ty danh dương và mỹ phẩm mỹ tư của Trương Uy, nhưng quy mô khi kết hợp lại không thể xem thường. Bọn họ không chỉ nghĩ bản thân có thể tham gia, điều bọn họ muốn nhất vẫn là quyền phát ngôn trong dự án mới này. Chu Dương đều ghi nhớ những thay đổi biểu cảm của những người này, mặc dù biểu cảm trên khuôn mặt anh không thay đổi nhưng anh đang thầm cười khẩy trong lòng. Tiếp theo, hãy để giáo sư thiệu trạch dai của trường Đại học Đông Hải giới thiệu một chút cho mọi người. Chu Dương cười nhìn giáo sư Thiệu Trạch Giai lên sân khấu. Phát biểu trên sân khấu, ánh mắt giáo sư Thiệu Trạch Giai bình tĩnh nhìn mấy chục người bên dưới. Trong lòng ông luôn có một chút khó hiểu. Tân Chu là một loại thực vật mới giàu collagen, một khi nghiên cứu khai phá ra, lợi ích sẽ vô cùng lớn. Mà giáo sư Thiệu Trạch Giai là sở trưởng của sở kiểm định Chu Thị, có thể nói là người của Chu Gia. Nếu Chu Dương thật sự muốn có, giáo sư Thiệu Trạch Giai sẽ không do dự đem kết quả sau khi nghiên cứu khai phá của Tân Chu nhường cho anh. Bằng cách này, cũng đủ để Chu Dương tích lũy sức mạnh bên ngoài để chuẩn bị cho việc trở về Chu Gia. Nhưng Chu Dương lại không bằng lòng làm như vậy, thậm chí giáo sư Thiệu Trạch Giai đã ám hiệu nhắc nhở Chu Dương một vài lần, nhưng lại không nhận được câu trả lời. Nhưng bây giờ, giáo sư Thiệu Trạch Giai đã hiểu. Nhìn vào mấy chục con người ở phía dưới, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn xuyên qua điên cuồng, có phân khích, duy chỉ thiếu đi chút lãnh đạo những người này đều là vì tân chu giáo sư thiệu trạch giai lúc này mới hiểu ra chu dương tất nhiên có thể một mình hưởng thụ lợi ích do tân chu mang lại nhưng dẫu sao bây giờ anh tiền vốn cũng rất ít hơn nữa lại chưa công bố thân phận con trai trưởng của chu gia bị người ngoài nhìn vào thèm khát chu dương khó mà đề phòng lại cộng vào sự nổi tiếng vang dội của mặt nạ IO công ty danh dương lúc trước nếu cả hai cộng lại vậy thì công ty danh dương sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cây càng cao, càng dễ bị gió quật ngã. Giáo sư Thiệu Trạch Gia hiểu rất rõ đạo lý này. Đứa trẻ này trưởng thành rồi. Với một tiếng thở dài trong lòng, giáo sư Thiệu Trạch Gia nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu giải thích một số vấn đề liên quan đến Tân Chu. Tất nhiên, ông ấy không thể nói ra hết tất cả tình hình của Tân Chu, như thế chắc chắn là ngu xuẩn. Sẽ khiến những người có ý đồ xấu, hao tổn tâm sức đi thăm dò sự tồn tại của Tân Chu, mà một khi bọn họ tìm thấy vị trí của Tân Chu, đối với giáo sư Thiệu Trạch Giai và Chu Dương mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Như vấn đề liên quan đến Tân Chu dầu collagen, có thể được hấp thụ sử dụng tốt, tác dụng cải tạo ra, giáo sư Thiệu Trạch Giai lại dốc hết sức giải thích. Đây mới là điểm hấp dẫn nhất của Tân Chu. Tân Chu là loài thực vật mới nhất được phát hiện dầu collagen, hàm lượng cao hơn gần 3 lần so với bong bóng cá và lô hội. Chỉ câu nói này đã khiến cả phòng họp lập tức bùng nổ. Bong bóng cá và lô hội có thể được nuôi cấy ở những khu vực rộng lớn, chi phí cũng không cao lắm. Nhưng hàm lượng collagen đơn lẻ cũng thấp. Tính như thế này, chi phí sẽ tăng lên rất nhiều. Đây là lý do tại sao collagen luôn đắt đỏ. Nếu collagen của Tân Chu thực sự cao gấp 3 lần so với bong bóng cá và lô hội, thì chắc chắn đồng thời sẽ làm giảm chi phí, có thể làm tăng sản lượng của loạt protein gốc mỹ phẩm xin hỏi giáo sư tân chu này có khó trồng không điều kiện có khắc nghiệt không người phía dưới trực tiếp hỏi những người khác nét mặt nghiêm túc nhìn qua hàm lượng collagen cao của tân chu là một chuyện vui nhưng nếu không dễ trồng thì mọi thứ đều là ảo tưởng nếu chỉ có thể được trồng trên núi tuyết mọi người sẽ đặc biệt đến núi tuyết để trồng sao điều này là không thể nhưng nếu việc trồng đơn giản cho dù chỉ cần gần giống lô hội liền có thể ngay lập tức được trồng trong một khu vực rộng lớn nhận sự bồi dưỡng và phát triển mọi người đều tràn đầy kỳ vọng và mong chờ cho dù là trương uy lúc này cũng giống vậy Khổ khổ, giáo sư thiệu trạch dai họ hai tiếng chậm rãi mỉm cười dễ trồng còn dễ trồng hơn so với lô hội ầm um, ngay lập tức toàn bộ phòng họp liền bùng nổ mọi người đều cười lớn qua tốt rồi cứ như vậy trong tương lai chi phí của chúng ta sẽ giảm đáng kể Vâng, không chỉ vậy, chúng ta còn có thể tăng sản lượng. Ha ha, tuyệt quá, sau khi quay về, ông đây phải uống một ly. Chương 207, ai đồng ý, ai phản đối? Đây chỉ là chuyện nhỏ, không là gì cả." Giáo sư Thiệu Trạch Giai tiếp tục nói. Trong phút chốc, mọi người lập tức bình tĩnh lại, nhao nhao nhìn giáo sư Thiệu Trạch Giai. Bọn họ bây giờ cũng đang mong chờ, giáo sư Thiệu Trạch Giai có phát hiện mới gì? Chỉ cần hàm lượng collagen cao, trồng đơn giản đã đủ khiến bọn họ đặc biệt phấn khởi. Nếu còn có những điều kiện quan trọng khác, không gì có thể tốt hơn. Đó là collagen của Tân Chu hoạt động mạnh hơn các collagen khác, càng dễ hấp thu hơn. Ầm, um, lần này, phòng họp đã thực sự bùng nổ. Tất cả mọi người đều như phát điên. Chuyện này thật không, nói như vậy, mỹ phẩm trong tương lai không phải càng hiệu quả hơn sao? Đúng vậy, hiệu quả của mỹ phẩm càng lớn càng có giá trị. Sau này phát tài rồi. Ha ha, quá tốt rồi, đang lo về việc sẽ ra mắt sản phẩm mới nào, giờ có Tân Chu này, tôi nghĩ mọi người có thể hợp lực để tung ra sản phẩm Tân Chu. Cái này đã được nghiệm chứng chưa? Gần 50 người bắt đầu tranh luận, âm thanh rất ồn ào, thậm chí còn có người đang cãi nhau. Chu Dương theo hướng giọng nói nhìn qua, thấy hai người đang cãi nhau, mặt đỏ tía tai. Nhưng dứt khoát, hai bên không có đánh nhau nếu không chu dương không để ý mà tiến thẳng bọn họ ra ngoài các vị tân chu này đã được công ty danh dương và mỹ phẩm mỹ tư liên kết mua quyền sử dụng tất cả kết quả nghiên cứu và khai phá tân chu của trong phòng thí nghiệm chúng tôi sau này đều thuộc về bọn họ sau khi giáo sư thiệu trạch giai nói xong liền đi xuống khỏi sân khấu phát biểu chu dương ngồi vào chỗ của mình lặng lẽ chờ mọi người thảo luận chu dương tân chu này thực sự lợi hại đến vậy thẩm bích quân nghe giáo sư thiệu trạch giai nói cũng bị giật mình chu dương trước đây đã không nói chuyện liên quan đến tân chu với cô hôm nay cô ấy cũng lần đầu tiên được nghe nói khó tránh kinh ngạc đồng thời có một chút không hài lòng với chu dương hơn nữa còn cảm thấy chu dương không coi cô là người phe mình có vẻ như mối quan hệ giữa hai bên không đủ thân thiết chỉ giống quan hệ cấp trên cấp dưới điều này khiến trong lòng thẩm bích quân cảm thấy hơi thất vọng đúng vậy anh dẫu sao cùng đã kết hôn, mặc dù nói tình cảm có một số vấn đề, nhưng đến bây giờ vẫn chưa ly hôn. Thẩm Bích Quân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Chu Dương. Tại sao anh không dẫn theo tạ Linh Ngọc, cô ấy là vợ của anh, thứ đồ tốt như vậy, lẽ nào để tất cả người ngoài chiếm lợi? Thẩm Bích Quân trêu ghẹo cười. Bọn họ đã đóng góp gần 300 triệu trong quỹ nghiên cứu, số tiền này đều là tiền quỹ nghiên cứu tân chu ở giai đoạn đầu, tiết kiệm cho chúng ta không ít chuyện còn về linh ngọc cô cảm thấy tôi sẽ để giáo sư thiệu giải thích mọi thứ rõ ràng ở đây sao chu dương cười nói liếc nhìn thẩm bích quân liền thấy cô tức giận hết mặt qua lời nói của chu dương rất đơn giản tạ linh ngọc không phải là người ngoài đương nhiên phải nói với cô ấy một số chi tiết cụ thể vậy rất rõ ràng những gì giáo sư thiệu trạch dai vừa mới nói không đủ chi tiết mặc dù không có tỷ vết nhưng cũng chỉ thế thôi chu tổng không biết hôm nay gọi mọi người đến rốt cuộc cách thức hợp tác như thế nào một người đàn ông trung niên đứng ra khỏi đám đông nhìn chu dương cười hỏi trong nháy mắt những người khác cũng nhìn qua sự giới thiệu của giáo sư thiệu trạch giai vừa rồi cùng lắm chỉ là món khai vị đây là điều mà mọi người đều biết rõ sau khi ăn xong món khai vị tiêu hóa cũng gần xong bây giờ là lúc lên món chính những gì chu dương muốn nói tiếp theo chính là món chính mọi người Quyền sử dụng tân chu nằm trong tay tôi, tôi sẽ không tận hưởng một mình, tất cả sẽ đem ra chia sẻ với mọi người. Ngay khi giọng nói của Chu Dương vừa dứt, trong đám đông liền vang lên không ít sự đồng ý. Không tệ, cậu thanh niên này không tệ. Từ xưa đến nay, không thiếu những người ăn một mình, cuối cùng đều không có kết cục tốt, Chu Dương có thể nhận ra điều này, tôi rất yên tâm. Chu Dương nhìn qua, ngay lập tức nhận ra người nói. Ngô đại vĩ người sáng lập công ty mỹ phẩm Ngô Thị, hơn 70 tuổi, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, trông rất rạng rỡ. Nếu nói rằng những người khác nhận được lời khen ngợi của Ngô Đại Vĩ, nhất định sẽ rất hạnh vui mừng, thậm chí ra ngoài khoe khoang. Dẫu sao nhận được lời khen từ người lão làng trong ngành là một chuyện rất đáng để tự hào. Nhưng Chu Dương không thích. Anh cảm thấy Ngô Đại Vĩ này đang giả vờ. Cậy già lên mặt, nói chung là như vậy. Vì thế Chu Dương không nói gì, chỉ liếc nhìn Ngô Đại Vĩ, rồi chuyển ánh mắt qua chỗ khác, không nhìn ông ta nữa. Cảnh này đương nhiên bị những người khác nhìn thấy. Chu Tổng, Ngô Đại Vĩ là tiền bối của chúng tôi, có vị trí hết sức quan trọng trong ngành mỹ phẩm. Đúng vậy, công ty mỹ phẩm Ngô Thị là công ty đứng thứ ba ở Đông Hải, lúc trước luôn luôn là công ty đứng nhất. Bây giờ mọi người tăng cường liên hợp, nhất định đứng đầu Đông Hải, xây dựng một thị trường rộng lớn ở cả nước không ít người muốn thu hút lực chú ý của mọi người ở chỗ khác. Chu Dương gật nhẹ đầu. Đây là muốn trả thù, nhưng thực lực không đủ, nên dùng ngôn từ để trả thù. Công ty Mỹ Phẩm Mô Thị trước đây là công ty đứng đầu trong ngành. Bây giờ lại đứng thứ ba. Vậy top 2 đã bị ai cướp rồi? Câu trả lời rất là hiển nhiên. Ngô Đại Vĩ này là vì công ty Mỹ Phẩm Ngô Thị đã bị công ty Danh Dương giành lấy vị trí số 1 trong ngành ở Đông Hải, mới muốn cậy giả lên mặt, dạy dỗ Chu Dương. Ngô Đại Vĩ thấy Chu Dương không phản ứng, có chút bất ngờ, thái độ cũng lạnh nhạt hơn. Than ôi, những người trẻ tuổi bây giờ, có một chút thành tích nhỏ xíu, liền cho rằng bản thân lợi hại, nhưng lại không biết, ở bên ngoài có người còn tài giỏi hơn mình nhiều, thế giới này rất rộng lớn. Sau khi Ngô Đại Vĩ ngồi xuống, lạnh lùng nói, bất kỳ ai đều có thể cảm nhận được ý tức giận trong đó, nhưng không ai trực tiếp đứng lên bác bỏ đứng về phía ngô đại vĩ sẽ bị chu dương chán ghét nói không chừng sẽ không thể tham gia vào dự án mới đứng về phía chu dương sẽ đắc tội với ngô đại vĩ với năng lượng của ông ta tuyên truyền một chút ra bên ngoài vậy thì thanh danh sẽ xấu đi tình huống lạnh lẽo như vậy không giúp đỡ mới là tốt nhất tôi nói một chút bây giờ quyền chủ động nằm trong tay tôi nếu ai đó không vui lòng hoặc cảm thấy bản thân rất lợi hại thì có thể trực tiếp ra ngoài chu dương lạnh lùng nói chỉ về hướng cửa lớn, ánh mắt lại rơi vào nơi Ngô Đại vĩ. Khuôn mặt mọi người đều cứng đờ, trong lòng vô cùng bất lực. Mọi người đều biết Chu Dương là người trẻ tuổi, người trẻ tuổi tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình. Hơn nữa, trong dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa trước đây, mặt nạ IO do Chu Dương dẫn dắt, hiện đang phổ biến trên toàn quốc. Điều này đã làm cho hầu hết những người ở đây không thể đuổi kịp. Ngô Đại vĩ lại dựa vào tuổi già, muốn dùng vai vế để đè ép Chu Dương. Bây giờ Chu Dương bật lại, mọi người cũng không dễ nói gì, chỉ cúi đầu xuống, mỗi người như đi vào cõi tiên. Dự án mới này được công ty Danh Dương dẫn dắt chính, công ty mỹ phẩm Mỹ Tư dẫn dắt phụ, phối hợp công việc. Các vị ai đồng ý? Ai phản đối? Nhiều người cúi đầu xuống, không dám đối mặt với ánh mắt của Chu Dương. Nhưng một số người vẫn không phục nhìn qua, vẻ mặt có chút không hài lòng. Chu Dương khế nhếch miệng, im lặng ngồi xuống. Chờ đợi những người này chủ động kiếm chuyện. Bằng cách này, anh cũng có thể loại bỏ những người không nghe lời, toàn bộ loại bỏ ra ngoài. Dự án mới này chỉ cần những người nghe lời. chương 208, tôi chính là quy tắc. Chu Dương lúc này giống như một lưỡi dao sắc bén, đe dọa mọi người. Hầu hết mọi người có mặt đều vì muốn phát tài, chỉ cần có thể kiếm tiền, bọn họ có thể nghe lời người khác, để người khác chi phối nhưng một số người lại nhất định phải có quyền lãnh đạo mặc dù quy mô công ty của bọn họ không lớn như công ty danh dương nhưng cùng nhau kết hợp lại không hơn không kém chu tổng chuyện này sợ rằng không ổn lắm khi mọi người trầm mặc một người đàn ông trung niên từ từ đứng dậy ánh mắt kiên quyết nhìn chu dương đây là tăng đại đầu tại sao ông ta lại ở đây không biết tiếp theo có kịch hay để xem rồi kha kha nghe nói rằng tăng đại đầu này là người không nghe theo người khác đến chủ tịch công ty bọn họ hắn cũng dám xung đột, chỉ không biết Chu Dương sẽ phản ứng như thế nào. Chu Dương tất nhiên cũng nhìn thấy rõ mọi thứ, nhưng ánh mắt của anh lại dừng trên người tăng đại đầu lâu hơn. Vì cuộc họp hợp tác dự án ngày hôm nay, Chu Dương vài ngày trước đã làm rất nhiều bài tập. Anh kiểm tra một lượt toàn bộ thông tin các ông tổng của tất cả công ty mỹ phẩm nổi tiếng ở thành phố Đông Hải. Cho dù là thịnh nhất quan của công ty Thịnh Dung, hay là vương đại lục của mỹ phẩm thời quang bao gồm cả tăng đại đầu mở miệng nói câu phản đối trước mắt này. Tăng đại đầu, tên thật là tăng Bình Sương, vì đầu trông hơi to nên người ngoài thích gọi hắn là tăng đại đầu. Còn bản thân hắn cảm thấy đầu to có nghĩa là thông minh, nói người khác gọi hắn là tăng đại đầu chính là nói hắn thông minh, liền vui vẻ chấp nhận. Hắn cũng là tổng giám đốc của công ty mỹ phẩm Trừng Minh. Nhưng Chu Dương lại chú ý đến, tăng đại đầu này chỉ là tổng giám đốc của công ty mỹ phẩm Trừng Minh. Còn người đại diện pháp luật của công ty lại là một người khác. Sau đó Diệp Sở Thiến nói rằng, Tăng Đại Đầu là một người quản lý chuyên nghiệp. Ánh mắt Chu Dương ảm đạm, không nhìn ra tâm trạng gì. Có gì không ổn sao? Chu Dương nhẹ giọng hỏi, nhìn Tăng Đại Đầu. Mọi người lúc này đều có chút phân khích. Thành thật mà nói, để Chu Dương cầm quyền lãnh đạo, bọn họ chung quy lại vẫn có chút không cam lòng. Nhưng không ai ra mặt, bọn họ cũng không dám manh động, một khi không ổn bị Chu Dương loại trừ ra ngoài thì chính là việc sắp thành lại hỏng. Bây giờ Tăng Đại Đầu ra mặt, những người khác cũng vui lòng. Nếu Tăng Đại Đầu không nói lại Chu Dương thì chỉ sẽ có mình hắn xui xẻo, những người khác cũng không sao. Nhưng một khi Tăng Đại Đầu chiếm thế thượng phong, cuối cùng lấy được quyền lợi, vậy thì những người khác có thể cùng nhau lên. Tăng Đại Đầu lấy được quyền lợi, dựa vào cái gì mà bọn họ không được. Đây chính là phân biệt đối xử. Đến lúc đó mọi người đồng tâm hiệp lực chu dương cho dù lại hờ hứng cũng không thể làm thinh hề hề chu tổng chúng tôi biết tân chu là do cậu dẫn đầu hợp tác với giáo sư thiệu trạch khải chỉ là người ngồi đây có rất nhiều công ty đại diện cũng rất nhiều nếu chỉ có công ty danh dương các cậu lãnh đạo sợ rằng mọi người sẽ chỉ trích tăng đại đầu bình tĩnh nói bộ dạng nắm chắc phần thắng chu dương cười nhẹ trông rất ôn hòa ai chỉ trích người khác hay chính là ông đột nhiên Chu Dương lớn tiếng la mắng. Tiếng la mắng này vang lên đột ngột, rất nhiều người không ngờ đến, trong chốc lát bị giật mình. "Tôi không nói như vậy, chỉ là, dù thế nào, luôn phải có một quy tắc, nếu không ngộ nhỡ khi hợp tác xảy ra bất đồng ý kiến, đến lúc đó phải nghe theo ai? Lẽ nào chỉ nghe một mình Chu tổng cậu sao?" Tăng Đại Đầu nheo mắt, nhìn Chu Dương, không biết đang nghĩ gì, nhưng giọng điệu của hắn lại không chút khuất phục. Giống như ý nghĩa sự tồn tại của hắn là để tranh đấu với Chu Dương, hai bên phải phân ra thắng bại. Quy tắc. Chu Dương cười khẩy. Tăng Đại Đầu hờ hững nhìn Chu Dương, bộ dạng không chút lùi bước. Còn những người khác nhìn cảnh tượng này, bản thân sợ rằng không khuyên giải được, dứt khoát chỉ ngồi đợi kết quả cuối cùng. Dù sao, mặc kệ bên nào thành công, bên nào thất bại, đối với bọn họ mà nói, trên cơ sở hiện có, đều sẽ không có bất kỳ tổn thất nào cớ sao lại không làm? Trong dự án này, tôi chính là quy tắc. Chu Dương nói năng mạnh mẽ, cả phòng học ngay lập tức rơi vào yên lặng. Bịch, nhưng trong giây tiếp theo, một âm thanh đã đánh thức mọi người. Mọi người nhìn qua, liền thấy Trần Thế Hào người luôn ngồi cạnh Chu Dương đứng dậy, cười nhìn Chu Dương. Còn động tĩnh vừa nãy chẳng qua là ông ấy đứng dậy vội vã, đập vào ghế thôi. Bịch, 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 nhưng Trần Thế Hào đứng lên, ủng hộ Chu Dương, giống như một quả pháo nổ, không ngừng có âm thanh vang lên. Thẩm Bích Quân, Trường Uy, Giáo sư Thiệu Trạch Khải, Thịnh Nhất Quan, Vương Đại Lục, Lục Bân. Ngoài những người có quan hệ tốt với Chu Dương, ngày hôm đó trong mười mấy người đến công ty Chu Dương, cũng có hơn một nửa đứng dậy. Bọn họ toàn bộ đều ủng hộ Chu Dương. Cũng chính là nói, một khi dự án này thành lập, mọi người sẽ cùng triển khai dự án này, bọn họ đều sẽ ủng hộ Chu Dương lãnh đạo, ngay sau đó có hơn một nửa người, công ty của bọn họ đại diện thậm chí gần 20 công ty. Chiếm hầu hết các công ty có mặt. Sắc mặt tăng đại đầu cực kỳ khó coi. Khi Trần Thế Hào đứng dậy ủng hộ Chu Dương, sắc mặt hắn đã thay đổi một chút. Hắn luôn cho rằng Trần Thế Hào đến đây chỉ xem náo nhiệt, người mở câu lạc bộ không liên quan tới ngành mỹ phẩm, Trần Thế Hào muốn nhúng tay vào cũng không có cửa. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Thế Hào lại ủng hộ Chu Dương trực tiếp rõ ràng như vậy đợi sau khi tất cả những người ủng hộ Chu Dương đứng dậy, sắc mặt tăng đại đầu lập tức trở nên trắng bệch. Hắn biết mình đã sai. Từ lúc bắt đầu đã sai rồi. Từ lúc hắn bắt đầu đánh giá thấp khí thế của Chu Dương, thì hắn đã sai. Đã có rất nhiều người ngồi ở đây ủng hộ Chu Dương nhưng hắn lại như bị bịt mắt, không biết chút gì. Tăng đại đầu nhìn xung quanh, muốn xem phản ứng của người khác. Dẫu sao, còn có gần 20 người đang ngồi, nếu bọn họ cùng nhau đoàn kết, cũng là một lực lượng không thể xem thường. Nhưng Tăng Đại Đầu đã thất vọng. Những người đó tránh ánh mắt của hắn, quay mặt đi, không nhìn Tăng Đại Đầu, nhắm mắt làm ngơ đối với cầu xin giúp đỡ của hắn. Chính ông là người tìm chỗ chết, bây giờ không ai có thể đến cứu ông. Tăng Bình Sương, ông có biết quy tắc là gì không? Chu Dương cười khẩy, rồi hỏi ngược lại. Anh gọi tên thật của Tăng Đại Đầu, việc này thể hiện cho thái độ không phải tùy ý qua loa mà là muốn làm nghiêm túc nếu không chu dương sẽ gọi hắn là tăng đại đầu hừ bọn họ chẳng qua là một nhóm người thấy lợi quên nghĩa lợi ích thúc đẩy thôi những người như vậy cho dù tạm thời cùng nhau làm việc sớm muộn cũng sẽ giải tán tăng đại đầu khinh thường nói không ai giúp hắn hắn liền phả hết tất cả dù sao công ty không phải là của hắn hắn chỉ là một người quản lý chuyên nghiệp thôi mỗi ngày cố sống cố chết giúp công ty làm việc Mặc dù mức lương không tệ, nhưng cổ phần lại không có, không có chút tinh thần làm việc nào. Thay vì như vậy, dứt khoát đổi công ty làm việc tốt hơn. Đây là toàn bộ suy nghĩ của Tăng Đại Đầu vào lúc này. Chương 209: Thành lập dự án mới. Sau khi Tăng Đại Đầu nói xong, lạnh lùng liếc nhìn mọi người, trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài phòng họp. Đối với phí tham gia 10 triệu mà hắn nộp trước đây, hắn không hề lo lắng. Phí tham gia này tương đương với một tờ chứng minh tài sản. Chỉ có nộp phí tham gia, chứng minh bạn có thực lực hợp tác, nếu không chỉ là nói suông. Nếu trong lần thảo luận tiếp theo cảm thấy có điểm nào không thích hợp, cũng có thể chủ động rút ra, phí tham gia đó tự nhiên sẽ được hoàn trả. Hơn nữa, 10 triệu đó lấy từ tài khoản của công ty, không liên quan gì đến tăng đại đầu, hắn hoàn toàn không lo lắng, không đau lòng sắp xếp người đem chuyện vừa rồi truyền thông tin ra ngoài, để người này ăn chút vị đắng. Chu Dương khẽ nói với Trần Thế Hào, Trần Thế Hào cũng nhanh chóng sắp xếp. Cuộc họp tiếp tục, có tăng đại đầu làm vết xe đổ, những người khác cũng yên phận hơn, ít nhất là khi Chu Dương lên tiếng, không ai dám chủ động cắt ngang. Càng không nói những lời như là không phục gì đó. Với việc tiến hành cuộc họp, mọi người càng khao khát với dự án mới sắp thành lập này mọi người đều kỳ vọng dự án mới này sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho công ty. Chỉ cần nghĩ về mức độ phổ biến hiện tại của mặt nạ I.O., những người này căn bản không thể kìm nén sự kích động và niềm vui trong lòng. Nếu một lần nữa nghiên cứu phát triển ra sản phẩm có thể so sánh với mặt nạ I.O., đến lúc đó, các vị ngồi ở đây chỉ cần ở trong nhà chờ đếm tiền là được. Dự án mới lần này đặt tên là Tân Chu Đi, công ty danh dương là công ty lãnh đạo, mỹ phẩm mỹ tư và phòng thí nghiệm của giáo sư Thiệu Trạch Giai là phổ tá, trợ giúp công ty danh dương tiến hành nghiên cứu phát triển, thúc đẩy và mở rộng dự án. Chu Dương cuối cùng đã làm một cái tổng kết. Tăng đại đầu u ám rời đi, đã cho những người khác lời cảnh báo, bọn họ không dám cản rỡ, cho nên toàn bộ cuộc họp diễn ra vô cùng suôn sẻ. Sau khi nói xong, Chu Dương dẫn đầu rời khỏi phòng họp, trở về phòng mình. Còn Thẩm Bích Quân, Trần Thế Hào, Trương Huy và giáo sư Thiệu Trạch Dài cũng theo anh cùng tiến vào trong phòng. "Chu tổng, cuộc họp lần này rất thành công, xin chúc mừng." Trương Uy chắp tay chúc mừng, khuôn mặt vui vẻ. Mặc dù lúc trước vì thuộc hạ bên mình đã đắc tội Chu Dương, Chu Dương đã trách cứ ông. Nhưng sau khi ông tỏ rõ thái độ, mối quan hệ giữa hai bên lại khôi phục được. Lần này, mỹ phẩm mỹ tư có thể trở thành phụ tá dự án, chính là sự báo đáp của Chu Dương. Hai bên có qua có lại bạn ủng hộ tôi, tôi báo ơn bạn. như vậy mối quan hệ mới có thể dài lâu. trương uy trong lòng nghĩ về việc tiếp theo dự án làm sao tiến hành, nhưng trên mặt lại không ngừng mỉm cười. đây mới chỉ là khởi đầu, dự án lần này sản phẩm có thể được sản xuất, khả năng không giới hạn chỉ mặt nạ, còn có những thứ khác, hễ những thứ cần collagen đều có thể tiến hành nghiên cứu phát triển. giáo sư thiệu mấy việc này vẫn cần phòng thí nghiệm của ông làm nhiều kiểm định cho tân chu chu dương nghiêm túc trầm giọng nói lúc này anh mới biết chuyên ngành kiểm định vật liệu quan trọng như vậy có thể ảnh hưởng đến rất nhiều phương diện phát triển giống như tân chu lần này nếu không phải giáo sư thiệu trạch giai phát hiện nếu ông không phải là giáo sư chuyên ngành kiểm định vật liệu sợ rằng cũng không biết cây này là thực vật hoàn toàn mới còn việc kiểm định chủng loại đối với giáo sư thiệu trạch giai mà nói hoàn toàn không là gì cả chu dương cậu yên tâm tôi là bộ xương già vẫn còn khỏe mạnh, đợi sau khi làm xong chuyện của Tân Chu, tôi sẽ chuẩn bị nghỉ việc ở Đại học Đông Hải, chỉ làm việc ở Sở Kiểm Định. Giáo sư Thiệu Trạch Giai cười nói, đây thực ra là một loại bày tỏ thái độ. Sau này tôi sẽ đến Sở Kiểm Định Chu Thị làm việc, hễ là công ty danh dương các cậu hay là dự án mới này xảy ra vấn đề gì, tôi đều có thể giúp đỡ. Không chỉ vậy, tôi còn là người có quyền uy, có thể dẫn dắt rất tốt quan điểm của người khác đây xem như vì hộ tống bảo vệ cho Chu Dương. Chu Dương trong lòng hết sức cảm động, nhưng cũng biết rằng không thích hợp nói chuyện này trong phòng, khẽ gật đầu, liền cười đáp lại. Thầm tổng, đợi sau khi cô trở về, nhất định phải. Nhanh chóng thành lập bộ phận của dự án mới, lập tức bắt đầu tiến hành lập kế hoạch hoàn toàn mới cho nó, vận động toàn bộ lực lượng nhàn rỗi của công ty nổi dậy. Mặt nạ IO hiện đang vào nề nếp, đã không cần quá nhiều nhân lực tham gia, chuyển mọi người sang dự án mới. Chu Dương sắp xếp từng cái một, Thẩm Bích Quân thỉnh thoảng gật đầu, nhưng ánh mắt cô lại luôn dán trên mặt của Chu Dương, đầy tò mò. Trong 3 năm Chu Dương làm việc ở công ty Danh Dương không ai biết đến, Thẩm Bích Quân cảm thấy lúc này mới phát hiện ra tài năng của Chu Dương, không nhịn được có chút xấu hổ. Nhưng nhiều hơn, chính là những ham muốn khát khao trong lòng. Kể từ khi rời khỏi Thẩm gia, Thẩm Bích Quân thành lập công ty Danh Dương, cô luôn một lòng muốn chứng tỏ bản thân chứng minh bản thân cho dù không dựa vào thẩm gia, vẫn có thể sống rất tốt. Bây giờ, nguyện vọng này sắp được thực hiện rồi. Dưới sự lãnh đạo của Chu Dương, công ty danh Dương coi như là đã đón lấy tốc độ phát triển và triển hoàn toàn mới. Diệp Sở Thiền đứng một bên không ngừng ghi chép, những ghi chép này sau khi quay về đều cần sắp xếp lại. Cần phân rõ cẩn thận, những cái nào là cần làm gấp, cái nào có thể làm sau, cái nào có thể làm xen kẻ đây là trách nhiệm của trợ lý như cô chu dương dặn dò một số thứ sau đó để họ rời đi trước đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình cảm giác mệt mỏi dày đặc mới quét qua chu dương không nhịn được trực tiếp nằm trên giường ngửa mặt lên nhìn trần nhà ngây người hiện tại nhiệm vụ thừa kế gia tộc xem như đã được hoàn thành nhưng vẫn chưa công bố nhiệm vụ mới chu dương không biết tiếp sau sẽ như thế nào nhưng trực giác nói với anh Ngày trở về Chu gia, tuyệt đối sẽ không bình yên. Nếu anh chỉ hoàn thành nhiệm vụ thừa kế, vậy thì không nhất định có thể thuận lợi quay về Chu gia. Bởi vì 10 triệu tăng gấp 10 lần, cũng chẳng qua là 200 triệu nhân dân tệ. Trước mặt Chu gia, sợ rằng giống như 200 tệ trong mắt người thường. Cho nên Chu Dương cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Đủ mạnh mẽ đến mức cho dù thật sự đến một ngày quay về Chu gia, cũng không có ai có thể ngăn cản. Vì mục đích này, anh cần phải liên tục mở rộng sức mạnh của mình. Chỉ sự hỗ trợ của công ty Danh Dương vẫn chưa đủ, anh còn cần nhiều hơn nữa. Cốc cốc cốc, trong lúc mơ màng, Chu Dương nghe thấy tiếng gõ cửa nặng nề. Anh muốn đứng dậy mở cửa, nhưng mí mắt không có lực, hoàn toàn không mở mắt được. Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa liền biến mất, nhưng Chu Dương lại nghe thấy tiếng cửa mở. Mặc dù rất là nhỏ xíu, Chu Dương lại nghe thấy rõ ràng. Xem ra người đi vào rất cẩn thận. Sẽ là ai? Trả thù. Chu Dương trong lòng liền than thở, đang nghĩ muốn kêu gào, liền cảm thấy có thứ gì mềm mượt gãi mũi mình. Mà nhập vào mũi là một trận mùi thơm. Hu. Chu Dương ngạc nhiên nghi ngờ, làm sao có thể dễ ngửi như vậy? Nghĩ một lúc, Chu Dương mới nhớ rằng, đây rõ ràng là mùi dầu gội đầu, như vậy mới gãi trên mũi mình chắc là tóc. Chu Dương đang suy nghĩ ai đùa quái đản, liền nghe thấy một giọng nói nghẹn ngào trầm thấp. Anh Dương Em sắp phải rời khỏi Đông Hải rồi. Chương 210, Tôn Hiểu manh rời đi. Nghe thấy giọng nói này, Chu Dương đột nhiên bừng tỉnh. A! À, với một tiếng kêu lên, Chu Dương theo bản năng đưa tay giữ lấy eo của người bên cạnh. Anh Dương, anh tỉnh rồi. Chu Dương thở phào nhẹ nhõm. Manh manh, sao em lại đến đây? Lỡ bị người khác thấy được thì sao? Chu Dương bất lực nói. Anh cảm thấy giọng nói đó rất quen tai, hơn nữa còn rất luyến tiếc trong lòng nghĩ là tô hiểu manh mở mắt ra liền thấy tô hiểu manh bên cạnh mình lúc này vì chu dương đang ôm eo tô hiểu manh nên hai người nhìn giống như chu dương đang ôm tô hiểu manh còn tô hiểu manh lại nhào thẳng vào trong lòng của chu dương mặt chu dương đỏ ửng lên lập tức thả lỏng tay ra đặt tô hiểu manh xuống tô hiểu manh sắc mặt vui mừng nhưng trong trước mắt liền tan biến thay đổi thành có chút mất mát anh dương em đến đây để nói lời tạm biệt với anh Em biết anh hôm nay đến đây có việc, đợi đến khi không có ai, em mới đi vào. Tô Hiểu Manh giọng điệu có chút buồn bã. Nếu để một tay săn ảnh nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ cực kỳ hoảng sợ, sau đó liền rất phân khích. Ai có thể rằng nghĩ, thần tượng cả nước Tô Hiểu Manh của Rocket Girl lại thân mật như thế này với một người đàn ông như Chu Dương, thậm chí không ngại một mình đi vào phòng của Chu Dương. Nếu bị người chụp được, giật tin ra ngoài, vậy thì hậu quả rất khó tưởng tượng. Chu Dương trái lại cảm thấy không có gì, bản thân ngay thẳng, anh có năng lực chấp nhận việc này. Nhưng đối với Tô Hiểu Manh mà nói, lại là một đòn chí mạng. Không chỉ phá hoại nhóm Rocket Girl, mà còn sẽ phá hủy cuộc đời Tô Hiểu Manh. Em phải đi à, đi đâu, anh tiến em đi. Chu Dương hơi ngạc nhiên, đang nói muốn đứng dậy, lái xe tiến Tô Hiểu Manh. Anh lại không để ý đến, cảm xúc của tiến Tô Hiểu Manh luôn không vui. Anh Dương, bọn em phải rời khỏi Đông Hải. Tô Hiểu Manh lần này nói rất nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn Chu Dương. Chu Dương lại sững sờ, không ngờ Tô Hiểu Manh nói phải đi, chính là ý này. Mặc dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng Chu Dương lại không thể giữ cô ở lại. Nhưng ngay khi anh củi đầu xuống nhìn Tô Hiểu, Manh lại trực tiếp choáng váng. Tô Hiểu Manh trên mặt đầy nước mắt, hai mắt ngấn lệ chấp chấp, trông thật đáng thương. Chu Dương cũng lúc này mới để ý, trên cổ Tô Hiểu Manh đang đeo, chính là dây chuyền mà trước đây mình tặng cho cô ấy. Trong nháy mắt, Chu Dương trong lòng hơi cảm động, nhưng không có cách nào nói ra. Khi nào thì đi, đến lúc đó anh tiến bọn em, Chu Dương vực dậy tinh thần, cười nói, không có bữa tiệc nào không tàn. Sự quen biết của Chu Dương với Rocket Girl và Tô Hiểu Manh đều rất tình cờ. Đây chính là một loại duyên phận, nhưng thực tế là như vậy, mối duyên phận này cũng chỉ có thể đến đây ngày mai phải rời đi rồi không biết khi nào mới trở lại đông hải lần nữa anh dương em đi rồi anh sẽ nhớ em chứ tôi hiểu manh dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn chu dương trong đôi mắt to đầy mong chờ cô hy vọng sẽ nhận được câu trả lời khẳng định của chu dương tất nhiên anh sẽ nhớ em em không có cách nào đến đông hải đợi anh có thời gian có thể đến xem bọn em dù sao tin tức của bọn em đều có trên mạng đến lúc đó anh sẽ đi xem buổi biểu diễn của bọn em Chu Dương không nhịn được giơ tay xoa nhẹ trên đầu Tô Hiểu Manh, mặt đầy cương chiều. Anh từ lâu đã coi Tô Hiểu Manh là em gái, trong lòng không hề có ý nghĩ khác. Lúc này, Chu Dương cũng như vậy, thật sao? Trong mắt Tô Hiểu Manh đột một lấp lánh, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Chu Dương, vui mừng giạt rào. Cô vốn đã chuẩn bị tâm lý thất vọng, nhưng không ngờ rằng câu trả lời của Chu Dương đã cho cô ngạc nhiên mừng rỡ, nhất thời kích động, trực tiếp vươn tay ôm chặt lấy Chu Dương. Em biết mà, anh Dương nhất định không nỡ bỏ em, anh Dương là tốt nhất. Tiếng cười như tiếng chuông của Tô Hiểu Manh liên tục trầm bổng trong phòng, tâm trạng kỳ cực tốt. Chu Dương cũng bị Tô Hiểu Manh lây nhiễm, mệt mỏi phút chốc biến mất, toàn bộ người trở nên có sức sống hơn. Em đi ra ngoài, người khác có biết không? Đợi Tô Hiểu Manh ôm đủ rồi, Chu Dương mới kéo cô ấy xuống khỏi người mình. Niêm Niêm và Uyển Dung đều biết, chị Dương chắc là không biết. Nếu em nói với chị ấy chị ấy nhất định sẽ không cho em ra ngoài. Tô hiểu manh nhẹ nhàng nhăn mũi, trông rất dễ thương. Nghe có vẻ giống như phàn nàn chị Dương, nhưng Chu Dương biết, đây là một loại tâm lý độc lập của thiếu nữ. Luôn cảm thấy bản thân trưởng thành rồi, có thể độc lập, không muốn người lớn quản giáo. Bất cứ ai cũng không ngoại lệ, mà những người như Tô Hiểu Manh, luôn được bao quanh bởi lời ngon tiếng ngọt, càng sẽ như vậy. Nói thêm một lúc, nhiều lần bảo đảm rằng sau này có thời gian nhất định chủ động đi gặp cô ấy, Tô Hiểu Manh mới ngừng. Chu Dương tiến Tô Hiểu Manh đến cửa phòng của cô, thì nghe thấy âm thanh sột soạt trong phòng. Nghe âm thanh, rõ ràng là tiếng cười của hai cô gái buôn chuyện. Chu Dương không thể nhịn được mỉm cười, cảm thấy thú vị. Đi vào đi, ngày mai anh đến tiến bọn em. Chu Dương nhẹ giọng nói, kêu Tô Hiểu Manh đi vào trong phòng. Đợi đến khi Tô Hiểu Manh bịn dịn luyến tiếc đóng cửa lại, Chu Dương muốn quay người rời đi, lại phát hiện chị Dương đang đứng cách đó không xa, nhìn mình. Chị Dương, xin chào, ngày mai mọi người phải rời khỏi Đông Hải à. Trong lòng Chu Dương hồi hộp, có cảm giác hoảng hốt giống như khi dụ dỗ con gái nhà người ta, bị mẹ người ta phát hiện. Ừ, chuyện xảy ra ở đây, công ty đã đưa ra thông báo kêu tất cả quay về thủ đô, để tránh xuất hiện sự chị Dương bước chậm đi đến, nhẹ giọng giải thích. Manh manh vừa nãy đi tìm cậu à. Đang nói chị Dương lại chuyển đề tài, có vẻ như thơ ơ không để ý, ánh mắt lại luôn nhìn chầm chầm Chu Dương. Hễ Chu Dương nói dối một chút, chị Dương đều có thể cảm nhận được. Đúng vậy, cô ấy nói với tôi, mọi người ngày mai phải rời khỏi Đông Hải. Chu Dương có chút do dự, nhưng vẫn trực tiếp nói ra. Chị Dương là quản lý của Tô Hiểu Manh, sẽ không làm hại họ. Đúng vậy, lúc nãy có nghe cậu nói ngày mai tiến các cô ấy, vậy thì ngày mai đến đây đi. Chị Dương nói xong một câu, liền quay người trở vào phòng của mình. Chu Dương liếc nhìn chị Dương, cười khổ một tiếng, rồi quay về công ty Danh Dương. Sau khi trở về công ty Danh Dương, cả công ty đã trong kích động phấn khích. Thẩm Bích Quân quay về trước một bước, lập tức tuyên bố khởi động dự án mới. Trước đó mặt nạ IO trong dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa đã đạt được thành công cực kỳ lớn, chuyện này khiến các nhân viên của cả công ty Danh Dương đều kích động. Bây giờ Thẩm tổng của công ty tuyên bố lại muốn khởi động một dự án mới, các nhân viên liền ảo tưởng liệu đây có phải là dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa thứ hai. Nếu như thế, công ty đạt được lợi ích vô cùng lớn, cũng sẽ mang lại cho nhân viên rất nhiều phần thưởng đắt tiền. Chu tổng, Thẩm tổng bảo anh qua gặp cô ấy. Chu Dương vừa về đến phòng làm việc, Diệp Sở Thiên liền đi vào, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Chu Dương. Hình như là buồn cười nhưng không dám cười, còn rất hiếu kỳ. Chu Dương nhất thời không nghĩ ra, không biết tại sao Diệp Sở Thiến lại có ánh mắt và biểu cảm như vậy. Anh vội vàng đến phòng làm việc của Thẩm Bích Quân, nhân tiện nói chuyện ngày mai xin nghỉ việc. Chương 211 lại đến tạ ra. "Thẩm tổng, cô tìm tôi à?" Chu Dương không lên tiếng mà trực tiếp đẩy cửa bước vào văn phòng của Thẩm Bích Quân. Nhưng một giây sau thì sắc mặt Chu Dương đỏ ửng rồi lui lại, tim trong lồng ngực đập thình thịch không ngừng. Không ngờ Thẩm Bích Quân lại thay đồ ở trong này. Đây là ngẫu nhiên hay là đang đợi mình? Trong lòng Chu Dương cảm thấy rất ngờ vực, ban nãy Diệp Sở Thiến qua bảo anh đến đây, giờ vừa bước vào đã nhìn thấy Thẩm Bích Quân đang thay đồ. Cộng thêm ánh mắt kỳ quái của Diệp Sở Thiến ban nãy nữa, nếu như nói giữa hai người phụ nữ này không có gì mờ ám thì Chu Dương tuyệt đối không tin. Chu Dương đợi ở bên ngoài chừng 10 phút nhưng Thẩm Bích Quân ở bên trong vẫn không phát ra âm thanh gì điều này khiến trong lòng chu dương bắt đầu thấy nghi hoặc rõ ràng là cô gọi tôi đến bây giờ lại không ngó ngàng gì đến tôi đây là ý gì vậy lẽ nào là muốn để tôi nhìn thấy cô thay đổi anh vào đi trong lúc chu dương đang do dự xem có nên đẩy cửa vào lần nữa không thì cuối cùng thẩm bích quân cũng cất giọng nói lần này chu dương rất đàng hoàng cẩn thận đầy hé cửa khi nhìn thấy thẩm bích quân ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế thì trong lòng mới chắc chắn sau đó mới đẩy cửa bước vào sắc mặt thẩm bích quân cũng đỏ ửng nhìn chu dương đang cẩn thận quan sát tình hình bên trong phòng cô nhớ lại cảnh tượng ban nãy trong lòng bỗng thấy vô cùng ngượng ngùng cái cảm giác này cô đã rất lâu không được trải nghiệm từ sau khi mối tình đầu ở thời đại học kết thúc chóng vánh thì đến nay cô chưa một lần cảm nhận lại nhưng giờ đây cảm giác đó lại đột nhiên xuất hiện sau khi định thần lại đợi đến khi chu dương bước vào Thẩm Bích Quân lập tức ngẩng mặt lên thể hiện vẻ nghiêm túc của mình. Có chuyện gì vậy Thẩm Tổng? Ánh mắt Chu Dương có chút ngược, anh không dám nhìn thẳng vào Thẩm Bích Quân. Trời mới biết được khi phụ nữ điên lên thì sẽ thành ra bộ dạng như nào. Ngộ nhớ đến lúc đó cứ sống chết bắt Chu Dương chịu trách nhiệm thì anh muốn khóc cũng không nổi. Người phụ trách của dự án mới sẽ do tôi chuẩn bị hay anh làm? Anh có ý kiến gì hay không? Thẩm Bích Quân khi quay về chủ đề công việc thì sự xấu hổ ban nãy cũng biến mất. Lúc này cô đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của một nữ tổng tài xinh đẹp. Hai, có thể có cách gì hay chứ? Cứ như vậy thôi, giống như mặt nạ IO nhưng lần này chúng ta hợp tác với biết bao công ty mỹ phẩm như vậy, thế nên nhất định phải hợp lực ở mặt quảng cáo mới được. Chu Dương ngưng một lát rồi tiếp tục nói. Ngoài ra, hôm trước và hôm nay có một số người đã từ bỏ chúng ta không được sơ suất với bọn họ, phải tránh những chuyện như trước đây xảy ra lần nữa. Nói đến đây thì sắc mặt của Chu Dương chăm chú hơn. Thẩm Bích Quân khẽ gật đầu, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Lần trước, trong dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa, vì thẩm trạch ngầm đánh cắp công thức của mặt nạ i .O. nên mới xuất hiện hàng loạt sự việc xảy ra sau đó. Điều đó gây nên không ít phiền phức cho công ty danh dương. Còn lần này là nhiều công ty hợp tác, một khi xuất hiện những vấn đề như vậy thì ngành mỹ phẩm của toàn thành phố đông hải sẽ không ngừng hỗn loạn nhưng cũng không cần quá lo lắng lát nữa tôi sẽ thông báo cho tất cả các công ty hợp tác kết quả nghiên cứu cuối cùng của tân chu vẫn nằm trong tay giáo sư thiệu trạch giai ngoài chúng ta ra thì ông ấy sẽ không nói với người khác đâu chu dương mỉm cười rồi thản nhiên nói trước đó anh cũng từng suy nghĩ đến vấn đề này vì tính an toàn của lần này tất cả những nghiên cứu về tân chu đều nằm trong tay của giáo sư thiệu trạch giai mỗi lần nghiên cứu đều có được thành quả ở giai đoạn nào đó giáo sư thiệu trạch giai đều sẽ gửi thành quả cho chu dương để anh quyết định những chuyện tiếp theo đến lúc đó khi tiến hành nghiên cứu sản phẩm thì hoàn toàn có thể tiến hành trong phòng thí nghiệm của công ty danh dương như vậy một khi các sản phẩm được nghiên cứu thành công thì có thể sản xuất với số lượng lớn và công thức cũng có thể nằm trong tay công ty danh dương à phải rồi phía Linh Ngọc, anh định khi nào mới nói với cô ấy. Thẩm Bích Quân nghe thấy vậy thì lông mày cũng giãn ra được đôi phần. Ngày mai tôi sẽ nói, ngày mai tôi không đến công ty, tôi đi tiến mấy người bạn, sau đó sẽ đến tìm Linh Ngọc. Chu Dương khẽ nói, nhân tiện nói luôn việc ngày mai anh ấy không đến. Đến lúc đó, nếu Thẩm Bích Quân có tìm mình thì coi như mình cũng đã nói trước. Sáng hôm sau, khi thức dậy Chu Dương không đến công ty danh Dương mà trực tiếp đến câu lạc bộ Silver Lake, lái con xe Land Rover nhiều chỗ từ trong gara xe của Trần Thế Hào. Sau đó lái xe băng băng trên đường đến khách sạn Phong Duyệt, Chu Dương trực tiếp đi lên tầng tìm mấy người tô hiểu mạnh. Lúc đó, mấy người tô hiểu manh đã thu dọn xong hành lý. Lần này nhóm bọn họ đến thành phố Đông Hải tổ chức buổi hòa nhạc nhưng lại xảy ra việc bị ám sát khiến cho cả nhóm đều bị tổn thương lớn. Mặc dù Tô Hiểu Manh không bị thương nhưng không ai trong số họ muốn ở lại Đông Hải nữa. Mỗi người đều cảm thấy như bị người khác theo dõi, lúc nào cũng có thể ra tay gây khó dễ cho bọn họ. Phải thu dọn đồ đạc cẩn thận, đừng để lúc lên máy bay rồi mới phát hiện ra là thiếu đồ. Chị Dương là quản lý cũng đang dặn dò mọi người. Còn mấy người Tô Hiểu Manh đã sớm thu dọn xong đồ đạc, ngồi ở trong phòng mong ngóng Chu Dương. Họ đều là thiếu nữ, không có quá nhiều đồ, ngoài quần áo thì còn một ít mỹ phẩm vì thế chỉ cần hai vali đã đựng được hết đồ chu dương vừa mới lên tầng thì đã nhìn thấy chị dương đang dặn dò bọn họ thu dọn đồ đạc cậu đến rồi đấy à họ đều ở trong phòng đấy cậu qua đây đi chị dương nhìn thấy chu dương liền mỉm cười rồi chỉ vào phòng nói chu dương gật đầu rồi bước vào phòng anh dương tôi hiểu manh vẫn luôn đợi chu dương hôm qua chính miệng Chu Dương nói hôm nay sẽ đến tiến bọn họ nên cô tin rằng Chu Dương sẽ không lỡ hẹn. Lúc cô ngẩng đầu lên đột nhiên nhìn thấy Chu Dương xuất hiện, vui mừng khôn xiết, mừng rỡ hô lên một tiếng rồi trực tiếp xà vào ngực Chu Dương, ôm chặt không buông. Trương Điềm Điềm và Triệu Uyển Dung nhìn nhau, sau đó lại ôm miệng cười tủm tìm. Được rồi, các cô thu dọn xong hết cả chưa? Chắc sắp lên đường rồi đấy. Trong lúc Chu Dương đang định hỏi thì bên ngoài có người đến thông báo sắp phải xuất phát cả đoàn đầy khí thế đi về phía sân bay. Nhóm nhạc Rocket Girl lần này đến Đông Hải, có thể nói là không hề vui vẻ. Đặc biệt là khi họ gặp phải chuyện bị ám sát, đến bây giờ phía cảnh sát vẫn chưa có câu trả lời hợp lý. Trong lúc chị Dương cảm thấy không hài lòng thì phía công ty Yến Kinh cũng hỏa tốc gọi họ về để tránh xảy ra những rủi ro ngoài ý muốn. Trong lúc chia tay, đúng là có chút thương cảm. Mặc dù thời gian Chu Dương quen biết ba cô gái trong nhóm Rocket Girl khá ngắn nhưng hai bên đều có chút cảm tình. Vì thế lúc chia tay cũng có chút không nữ. Nhìn máy bay biến mất trong tầm mắt, Chu Dương cũng chỉ có thể âm thầm cầu chúc. Anh tin rằng, với năng lực của nhóm Rocket Girl thì trong tương lai nhất định bọn họ sẽ tỏa sáng. Lúc đó, khéo bản thân Chu Dương cũng đã quay về Chu gia. Đến lúc đó, Chu Dương có thể bảo vệ được nhóm Rocket Girl kẻ nào dám có ý định xấu thì anh nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Chu Dương quay đầu xe, lần này, anh trực tiếp đến khu dân cư mà tạ gia đang ở. Thời gian này, tạ Linh Ngọc đều ở tạ gia. Hiện giờ, mỹ phẩm duyệt kỳ đã vượt qua giai đoạn khó khăn phục hồi sự phát triển, hơn nữa cũng bước vào giai đoạn vận hành nên tạ Linh Ngọc không cần dốc lòng hết sức như trước đây. Từ sau khi Chu Dương đưa hết đảm bảo vệ ở khu dân cư này đi, công ty bảo vệ lại sắp xếp lại nhóm bảo vệ mới nhưng vì có bào ca và tiểu đạo nhắc nhở nên lần này công ty bảo vệ sắp xếp những bảo vệ rất có trách nhiệm không còn những kẻ ngạo mạn hống hách điều quan trọng nhất chính là công ty bảo vệ đặc biệt tiến hành đào tạo cho bảo vệ liệt kê ra tất cả những người mà họ không được đắc tội sau đó yêu cầu bảo vệ phải nhớ kỹ tên đối phương một khi gặp phải họ thì nhất định phải cung kính không được hỗn láo vì vậy lúc chu dương lái xe đến cổng khu dân cư đang định nhắc bảo vệ cho qua thì đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh ta. "Chu tổng, ngài quay về rồi à? Mời vào mời vào." Không cần Chu Dương nhắc nhở, bảo vệ đã trực tiếp mở cổng cho anh đi xe qua. Chu Dương trong lúc nhất thời không nghĩ ra, không biết từ lúc nào mình lại nổi tiếng như vậy. Đến cả bảo vệ của khu dân cư này cũng biết đến mình. Anh còn nhớ rất rõ, khu này cũng được coi là khu nhà ở hạng sang, bảo vệ luôn rất nghiêm khắc cứ coi như những nhà giàu quyền quý thì bảo vệ cũng sẽ không có thái độ như vậy. sau khi dừng xe chu dương tìm đến nhà tạ gia và trực tiếp ấn chuông. lần gặp trước cũng cách đây tầm vài tháng, không biết tình hình hiện giờ ở tạ gia thế nào. cánh cổng rất nhanh đã được mở ra, người mở cổng là một phụ nữ, thấy chu dương đến bà có chút ngạc nhiên, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, cảm thấy vô cùng lạ lẫm. anh là ai, đến tìm ai? người phụ nữ khẽ hỏi, thái độ cũng ôn hòa không hề có ý xua đuổi Chu Dương. Chu Dương, sao mày còn vác mặt đến đây? Ở đây đã không còn chỗ cho mày rồi, nếu biết điều thì mau cút đi. Bà tạ rất nhanh đã bước đến, khi nhìn thấy Chu Dương thì lập tức quát mắng. chương 212 hai lựa chọn. Bà tạ nói rất to, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà. Ê, kia chẳng phải là chồng cũ của Linh Ngọc sao? Sao nó còn mặt mũi mà đến đây nhỉ? loại người này đúng là không biết xấu hổ vô tình vô nghĩa may mà linh ngọc sáng mắt kịp thời ly hôn với loại này đúng vậy đúng là không biết sao trên đời lại vẫn còn loại người này cơ chứ thấy công ty của linh ngọc khá lên là lập tức tìm đến ngay nói cho mày biết muốn lợi dụng linh ngọc muốn lợi dụng tạ gia á đừng có vọng tưởng chu dương vẫn chưa nói gì thì những người bên trong đã thay nhau mắng mỏ với giọng điệu châm chọc chu dương liếc mắt nhìn vào trong thâm tâm cũng lập tức hiểu ra Đám người này đều là họ hàng thân thích của tạ gia. Lần trước khi đến chúc mừng sinh nhật bà tạ, anh cũng từng gặp đám người này một lần. Thái độ của đám người này vô cùng khó chịu, lần này so với lần trước, đúng là còn quá quắt hơn. Ha ha, Chu Dương này, tao nói cho mày biết, nếu như mày đã rời khỏi tạ gia thì đừng có ý định bám lấy linh ngọc nữa. Tao biết vì sao hôm nay mày lại đến rồi. Bà tạ lạnh lùng nhìn Chu Dương, khóe miệng nhếch lên nói với giọng điệu chế giễu giống như xem Chu Dương là một thằng hề. Đừng có thấy công ty của Linh Ngọc khấm khá hơn rồi mày nghĩ mày sẽ được chia phần. Tao nói cho mày biết, mày đúng là hoang tưởng quá đấy. Tao đã bảo Linh Ngọc liên hệ với luật sư rồi, nếu như mày không ký vào đơn ly hôn thì đến tòa án giải quyết đi." Bà ta hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu đắc ý và tự tin. Trong mắt bà ta, Chu Dương như đã bị bà ta nắm thóp, căn bản không có cửa mà quay đầu lại bây giờ Chu Dương chỉ có hai sự lựa chọn. Hoặc là đồng ý ly hôn và ký vào đơn, như vậy có thể bà tạ còn với thái độ của kẻ thắng cuộc mà đồng cảm với anh, cho anh một khoản phí ly hôn. Hoặc là Chu Dương nhờ đến luật sư, đưa việc này đến tòa án. Đến lúc đó, đừng nói là phí ly hôn mà ngay đến một đồng, bà tạ cũng không để cho Chu Dương lấy đi. Ngay lúc này, tất cả mọi người đều đắc ý nhìn về phía Chu Dương, đợi anh phản ứng, sau đó bọn họ có thể một lần nữa sỉ nhục anh lần trước ở tiệc sinh nhật của bà tạ chu dương mang đến một miếng phỉ thúy để tặng bà nhưng đám người này lại không nhận ra đó là hàng thật nên đã rất mất mặt điều này khiến trong lòng đám người này cảm thấy không thoải mái bọn họ là người của tạ gia còn chu dương chẳng qua cũng chỉ là thằng ở rể dựa vào cái gì mà có thể mua được miếng phỉ thúy đắt tiền như vậy hơn nữa còn rất phóng khoáng tặng nó đi không hề cảm thấy tiếc nuối đúng vậy đám người này là ngưỡng mộ ngưỡng mộ đến mức đố kỵ bọn họ không muốn nhìn thấy Chu Dương sống tốt hơn. Khi mà mỹ phẩm duyệt kỷ của tạ Linh Ngọc làm ăn càng phát, kinh doanh được khôi phục lại toàn bộ, thậm chí còn tốt hơn trước thì bọn họ càng cảm thấy Chu Dương không xứng với tạ Linh Ngọc. Mặc dù Chu Dương đã mua miếng phỉ thúy ở cửa hàng phỉ thúy hiên nhưng nó cũng chỉ hơn 2 triệu nhân dân tệ. Còn công ty của tạ Linh Ngọc, lợi nhuận một tháng cũng đã hơn 5 triệu tệ rồi. Bọn họ cảm thấy, Chu Dương sống chết đều không muốn ly hôn, chính là vì công ty của tạ linh ngọc các người nói xong hết chưa chu dương nhìn mọi người một lượt rồi thản nhiên nói không có chút tình cảm nào trong lời nói của anh điều này khiến bà tạ và đám họ hàng kia rất tức giận một thằng ở rể mà bây giờ vì muốn bấu víu vào công ty của linh ngọc nên mặt dày tìm đến nhà lại còn dám có thái độ như vậy thằng họ chu kia mày có thái độ gì vậy đúng vậy hiện giờ chúng tao đang nói chuyện với mày là nề mặt mày lắm rồi đấy mày tưởng mày là ai chứ nếu không phải trước đây tạ ra cưu mang mày thì có lẽ mày đã sớm phải dẫn theo người mẹ đầy bệnh tật lưu lạc đầu đường xó chợ rồi bây giờ không biết cảm ơn mà còn dám dùng khẩu khí đó nói chuyện với bọn tao à cút đi đúng thế cút đi không thử nghĩ lại xem ban đầu ai đã cưu mang mày cho mày ăn cho uống lại còn gánh thêm cả mẹ mày với bao bệnh tật chu dương tao nói cho mày biết cuộc hôn nhân này kết thúc là cái chắc rồi bà tạ cũng hống hách, nói. Còn miếng phỉ thúy của mày, coi như là phí mà tạ ra tao cưu mang mày trong ba năm nay. Nói đến đây, trong mắt bà tạ lóe lên vẻ tham lam. Mấy món trang sức phỉ thúy đó, chỉ ít cũng đáng giả gần ba triệu. Mặc dù tạ ra hiện giờ có dấu hiệu được phục hồi, kinh doanh của tạ Linh Ngọc ngày một phát triển nhưng bà tạ cũng sẽ không chê tiền. Hơn nữa, theo bà ta thấy, thời gian 3 năm trước đây mà tạ gia cưu mang Chu Dương và mẹ anh, ít nhất cũng phải thu về chút lợi nhuận chứ không thể cứ miễn phí cho chu dương vậy được lúc này trong mắt của những họ hàng kia cũng tràn ngập ý đồ tham lam trước tiên bọn họ nhìn về phía bà tạ biết là không lấy được lợi gì nên lập tức chuyển ánh mắt về phía chu dương ha ha chu dương à trước đây khi cháu kết hôn với linh ngọc dì cũng bỏ ra không ít công sức đầu ít nhất cháu cũng phải cảm ơn một chút chứ đúng thế lúc đó chúng ta vì hôn lễ của cháu và linh ngọc mà bận lên bận xuống đấy cứ coi như không có công lao thì cũng có khổ lao thế nên cháu cảm ơn chúng ta bù đắp cho chúng ta một chút cũng không có gì là quá đáng nhỉ không phải là chúng ta không biết nỗi khó khăn của cháu cháu vẫn còn mẹ già bệnh tật phải nuôi như này đi chẳng phải cháu đã từng tặng hai thứ đồ trang sức bằng phỉ thúy sao vậy tận dụng mối quan hệ của cháu tặng thêm cho chúng ta mỗi người một miếng là được Đúng vậy, chúng ta không đòi cháu nhiều đâu, sau khi tặng xong thì chúng ta không nợ nần gì nhau nữa." Khi nói xong, ánh mắt của những người này tràn đầy sự tham lam và kỳ vọng nhìn Chu Dương, hận một nỗi bây giờ không thể lột hết mọi thứ đang sẵn có trên người anh. Chu Dương liếc mắt nhìn mọi người một lượt, anh như nhìn thấu sự thay đổi về biểu cảm, thái độ, ánh mắt của tất cả mọi người, trong lòng không khỏi cười khẩy. Đây đúng là đám người tham lam, hơn nữa không có giới hạn, cũng không có chút liêm sỉ nào chỉ là chu dương cảm thấy hơi kỳ lạ bởi trước đây đám họ hàng này không hề như vậy hơn nữa lần trước khi anh tặng miếng phỉ thúy đó cũng không hề thấy họ như vậy trong chuyện này nhất định có nguyên do gì mà anh không biết chu dương à có được không cháu nói một lời đi chứ bà gì kia có chút không nhẫn nại được nữa vẫy tay như muốn chu dương cho câu trả lời được à chu dương thản nhiên nói ánh mắt nhìn về phía trước thật sao lúc này không chỉ là bà dì kia những họ hàng khác thậm chí đến cả bà tả cũng thay đổi biểu cảm ánh mắt nhìn về chu dương như càng mong đợi hơn nếu cháu cũng đồng ý rồi thì còn đợi gì nữa mau chuẩn bị đi tránh đến lúc đó phi thủy không còn đủ nữa bà dì không còn kiên nhẫn nữa liền thúc giục chu dương đây là lúc chiếm được lợi nếu bỏ lỡ thì không biết sau này lúc nào mới gặp được cơ hội như vậy hơn nữa sau lần này chu dương và tạ linh ngọc sẽ ly hôn đến lúc đó cũng sẽ không còn liên quan gì đến đám họ hàng như bọn họ đây có thể coi như cơ hội cuối cùng mà bọn họ có thể lấy được từ chu dương tôi có quen triệu thiên lai chủ cửa hàng phi thúy hiên có thể ông ấy sẽ bán rẻ một chút cho mọi người mỗi người một triệu thôi tôi sẽ liên hệ với ông ấy ngay để ông ấy cho người mang đồ đến chu dương khẽ cười nói thoạt nhìn thì như vô hại không tính toán gì đúng như kiểu đang suy nghĩ cho đám họ hàng này mày nói như vậy là có ý gì? Sắc mặt của tất cả những người họ hàng này đều biến đổi, ánh mắt nhìn Chu Dương càng lúc càng không thiện cảm. Lẽ nào mọi người không nghe ra được ý của tôi sao? Chu Dương cười nhếch môi, nói. mười 213, phải xem bản thân có năng lực đó không đã một. Mọi người đều tự cho mình là đúng, tưởng rằng đã cho Chu Dương tôi ân huệ to bằng trời rồi lại muốn chiếm lợi. Nếu như các người thật sự giúp đỡ tôi trong lúc tôi gặp khó khăn, vậy thì tôi tặng các người miếng phi thủy thì có gì to tát. Nhưng các người đâu có thể, không những vậy, trong suốt 3 năm, các người vẫn luôn coi thường tôi, cứ nghĩ rằng tôi không xứng với Linh Ngọc cứ đeo bám tạ ra các người. Thậm chí mỗi lần tôi đau đầu vì bệnh tình của mẹ tôi thì các người lại giống như gặp ma, chỉ mong đứng cách tôi 10 vạn 8 nghìn dặm. Bây giờ các người lại lấy cái cớ rất hùng hồn để chiếm lợi từ chỗ tôi. Tôi thấy, đám người không biết liêm sỉ chính là các người đấy chu dương lạnh lùng quát lên không cho đám họ hàng kia cơ hội được chen miệng vào một trận phẫn nộ khiến tất cả đám bọn họ này thấy hoang mang ai nấy đều xứng người ra nhìn chu dương đến cả bà tạ sắc mặt cũng kỳ dị không hiểu sao từ lúc nào mà chu dương lại trở nên cứng rắn như vậy chu dương này so với chu dương luôn chỉ biết nghe lời gọi dạ bảo vâng trước đây đúng là hai người hoàn toàn khác chu dương mày đừng có mà ăn nói linh tinh đúng thế cứ coi như lúc đầu chúng tao không hỏi han ân cần với mày nhưng chúng tao có bạc đãi mày lúc nào đâu. Ba năm nay, nếu như không có chúng tao thì mày và Linh Ngọc đã sớm ly hôn rồi. Mẹ của mày cũng chết sớm rồi đó, đâu có được như bây giờ. Đúng vậy, đừng tưởng rằng chúng tao không biết, chẳng qua mày cũng chỉ là làm lãnh đạo ở công ty danh dương thôi, cứ tưởng mình to lắm, mày thật sự nghĩ mình giỏi lắm à? Mày còn không có tư cách sách xếp cho Linh Ngọc nhà tao cơ. Đúng là vậy đấy, Công ty danh Dương giờ đang phát đạt, mày còn thật sự tưởng rằng có liên quan đến mày, giúp mày kiếm được nhiều tiền thế sao? Liên quan đếch gì đến mày chứ? Hôm nay mà không nói năng tử tế với chúng tao thì đừng hòng gặp được. Linh Ngọc, đám người này phẫn nộ, bắt đầu điên cuồng mắng mỏ Chu Dương. Trong mắt bọn họ, chỉ có người khác sai còn bản thân họ không bao giờ sai cả. Không ngờ Chu Dương nói như vậy, họ liền cảm thấy đây chính là những lời vu khống, lời phỉ báng bất cứ ai cũng không thể chấp nhận sự phi bảng của người khác nhưng chu dương lại nheo mày nhìn người vừa lên tiếng bọn họ vừa nói biết anh đang làm lãnh đạo cho công ty danh dương điều này chứng tỏ bọn họ đã biết rằng chu dương không còn là một nhân viên bình thường nhỏ bé của công ty danh dương nữa nhưng họ chỉ biết có một nửa chứ không biết là chu dương hiện giờ đã là cổ đông của công ty danh dương chỉ có điều với hiểu biết của Chu Dương về đám người này thì họ căn bản không thèm để ý đến công ty danh Dương và mình. Hơn nữa, mình cũng không nói cho bọn họ biết thông tin là mình đã là người phụ trách dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa. Với tính cách của tạ Linh Ngọc thì tất nhiên cô cũng sẽ không nói cho họ. Vậy thì, rốt cuộc họ biết được kiểu gì? Tôi đang nói linh tinh, các người muốn tôi phải nói cho rõ. Chu Dương cư xử rất chừng mực, không còn chút dáng vẻ hèn nhát của ba năm trước lẽ nào các người thấy mặt minh dày thế có thể vô duyên vô cớ đòi tôi món đồ trang sức giá trị mấy trăm nghìn tệ như thế lại còn nói mối quan hệ của các người với tôi rất tốt nên cứ thể tặng các người mỗi người mấy trăm nghìn tệ chu dương lạnh lùng nói trực tiếp vạch trần bộ mặt thật của đám người này chu dương mày chúng tao là bề trên của mày mà mày lại đối đãi với bề trên thế đấy đúng là không coi ai ra gì đúng thế nếu ở thời xưa loại người như mày là bị cho vào lồng lợn rồi dìm sông rồi hừm lòng người gian xảo tưởng mình là ai chứ còn dám nói năng với chúng tao như vậy nữa chu dương nhìn thấy khuôn mặt ác độc của đám người này là đã không muốn nói chuyện tiếp hơn nữa chu dương cũng biết hôm nay đám họ hàng đột nhiên có biểu hiện như vậy không phải là vô duyên vô cớ mà nhất định đã có chỗ dựa chỉ có điều không biết bọn họ ỉ lại vào ai chu dương không biết tạm thời cũng nghĩ không ra. Mẹ ơi, ai đến vậy? Đúng lúc này, giọng nói của tạ Linh Ngọc vang lên. Trong giọng nói này có chút mệt mỏi, còn có chút lười biếng. Chu Dương đã từng nghe thấy giọng nói như vậy. Ba năm trước, khi Mỹ Phẩm Duyệt Kỳ nhiều lần gặp phải khó khăn, mỗi lần tạ Linh Ngọc công việc bận rộn, toàn thân mệt mỏi, sau khi về nhà ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đều nói chuyện với giọng điệu này. Trong sự mệt mỏi có thêm sự lười biếng, cô ấy vừa mới ngủ dậy sao? Chu Dương không nghĩ nhiều, lúc này trong lòng anh đã nghĩ tới một cảnh tượng. Từng có mấy lần Chu Dương nhìn thấy dáng vẻ lười biếng vừa mới ngủ dậy của Tạ Linh Ngọc, nhìn khá kích động. Nhưng anh vẫn nhẫn nại. Anh biết rằng bản thân mình với Tạ Linh Ngọc và Tạ gia có khoảng cách rất lớn. Trước khi bản thân không có năng lực lớn thì tuyệt đối không thể vượt qua được khoảng cách này. "Linh Ngọc à, sao con đã dậy rồi à, không phải nên ngủ thêm chút nữa sao?" "Đúng vậy, ở đây không có chuyện gì đâu chỉ là có một thằng khốn nạn muốn đến xin tiền nhưng lại không nhìn xem đây là đâu là nơi nó có thể đến sao đúng thế cháu mau đi ngủ đi đợi lát nữa chúng ta sẽ ăn cơm trên mặt đám họ hàng ngay lập tức lộ ra vẻ hoang mang đồng loạt khuyên nhủ tạ linh ngọc quay vào ngủ tiếp chu dương lúc này cũng nhìn rõ chân tướng sự việc ngay lập tức trong lòng anh như hiểu được mọi chuyện bộ dạng của bọn họ ngày hôm nay tạ linh ngọc căn bản không hề biết còn đám người kia chẳng qua chỉ muốn đuổi mình đi trước khi tạ Linh Ngọc tỉnh giấc. Không sao ạ, à, con cũng nghỉ ngơi đủ rồi, mọi người cho người ta chút tiền là được mà. Tạ Linh Ngọc nói xong, bước chân cũng dần tiến sát lại. Một giây sau, ánh mắt của Chu Dương cũng bắt gặp ánh mắt của tạ Linh Ngọc. Chu Dương rõ ràng nhìn thấy trong tay Linh Ngọc cầm một chiếc ví nhỏ, đang từ trong đó lấy ra một trăm tệ. Chu Dương thấy choáng váng, trong lòng lập tức thấy có chút khác thường tạ linh ngọc đúng là đã tin những lời của đám người kia tưởng rằng bên ngoài thật sự có một tên ăn mày đến xin tiền nên cô ấy liền lấy tiền đem cho cô vẫn giống trước đây rất lương thiện trong lòng chu dương cảm thấy xúc động anh đã khiến tạ linh ngọc hiểu nhầm tạ linh ngọc nhìn thấy chu dương mắt đẹp trợn tròn rõ ràng là vô cùng sốc đồng thời ánh mắt của cô cũng nhìn về phía bà tả và họ hàng của mình vô cùng phẫn nộ đây là người ăn mày mà mọi người nói sao nếu như Chu Dương là ăn mày thì con là cái gì? Tạ Linh Ngọc vô cùng tức giận. Giây phút nhìn thấy Chu Dương, cô còn tưởng mình hoa mắt. Sau khi chớp mắt hai cái, nhìn thấy Chu Dương vẫn đứng ở trước cửa thì cô mới tin là Chu Dương thật sự đã đến. Nhưng vừa nghĩ đến những lời ban nãy của bọn họ, trong lòng Tạ Linh Ngọc thấy vô cùng lúng túng. Trong lúc này, cô chợt thấy bất an, cô sợ Chu Dương sẽ nghĩ tất cả những chuyện này là do cô chỉ đạo bọn họ. Chu Dương, em không biết là anh đến ban nãy em ngủ ở trong nhà nên không biết anh mau vào đi giọng nói tạ linh ngọc có chút hoảng loạn sau khi hít thở thật sâu cô cũng dần ổn định lại tinh thần nhưng trong mắt của bà tạ và đám họ hàng thì cảnh tượng này có gì đó không đúng lắm linh ngọc con sắp ly hôn với nó rồi còn để nó vào làm gì đúng vậy ta nói cho cháu biết nó tham tài sản của cháu đó trước đây khi công ty gặp khó khăn thì sao nó không giúp đỡ bây giờ công ty tốt lên thì nó lập tức chạy đến đây ngay rõ ràng là có ý đồ đúng thế linh ngọc cháu vẫn còn trẻ tập trung vào công ty hiện giờ thành phố đông hải còn rất nhiều những thanh niên tuấn kiệt ai cũng tốt hơn thẳng chu dương này hết đám họ hàng bắt đầu khuyên bảo nhưng tạ linh ngọc dường như không để tâm cứ thế gọi chu dương vào trong chu dương vừa bước vào nhà thì lập tức cảm nhận được hai ánh mắt kỳ dị đang nhìn mình anh quay mặt lại thì nhìn thấy trần tuấn sinh và thẩm trạch đang ngồi đó ánh mắt kỳ dị nhìn chu dương rõ ràng đang rất kinh ngạc khi thấy anh lúc này chu dương cũng hiểu được sở dĩ đám họ hàng kia có thái độ như vậy nhất định là do bị trần tuấn sinh và thẩm trạch dẫn dụ dù sao thì từ trước đến nay trong mắt của đám người đó trần tuấn sinh luôn là con rể vàng còn thẩm trạch càng oai hơn là công tử của tập đoàn thẩm thị hơn nữa Tổng tài thẩm Bích Quân của công ty danh dương lại là chị gái của hắn. Lúc này Chu Dương quay đầu lại, không thèm để ý đến bọn họ rồi bước theo Tạ Linh Ngọc. Chương 214, phải xem bản thân có năng lực đó không đã khai. Có một số người đúng là không biết trời cao đất dày là gì, thật sự tưởng mình giỏi giang lắm sao? Đúng vậy, nếu không phải Linh Ngọc lương thiện tốt tính thì chúng ta sớm đã đuổi hắn ra khỏi đây rồi cũng không biết hôm nay mày đến vì việc gì, nếu như muốn kiếm được chút lợi từ tạ ra thì tao khuyên mày là hãy từ bỏ cái ý niệm xấu xa này đi. Mặc dù Chu Dương đã vào nhà nhưng đám họ hàng kia không tha cho anh, vẫn bám giết rồi nói lời châm biếm. Đúng vậy, Thẩm Thiếu Gia và Tuấn Sinh đều ở đây, chỉ e là có một số người xấu hổ chết đi được. Người này so với người kia đúng là tức chết đi được. Sao cùng là con người mà có người thì thân thế hiển hách nhưng có người thì lại mặt dày cứ muốn trục lợi từ tạ ra là sao nhỉ? Theo tôi thấy thì là do Linh Ngọc Lương thiện quá. Có sự tồn tại của Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh ở đây khiến cho đám họ hàng kia như được chút giật, dùng hết sức để châm biếm Chu Dương, căn bản không có dấu hiệu dừng lại. Nhưng bọn họ lại không chú ý đến một điều, từ lúc Chu Dương bước vào, thần sắc của Trần Tuấn Sinh và Thẩm Trạch lại vô cùng khó coi. Đám người này luôn đánh giá cao Trần Tuấn Sinh và Thẩm Trạch nên không hề chú ý đến điểm này. Khi phát hiện những người khác không chú ý đến sự thay đổi trên khuôn mặt mình, Trần Tuấn Sinh và Thẩm Trạch chỉ biết nhìn nhau cười. Sau khi Chu Dương ngồi xuống, Tạ Linh Ngọc tự mình pha một chén trà rồi bưng đến trước mặt anh. Trên mặt Tạ Linh Ngọc có chút áy náy, rõ ràng là áy náy vì những lời nói ban nãy của họ hàng nhà mình. Cô biết tính cách của Chu Dương cũng biết mỹ phẩm duyệt kỳ có thể thoát khỏi khó khăn vươn lên phát triển như bây giờ, Chu Dương là người đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nếu như không phải là Chu Dương đi cửa sau giúp mỹ phẩm duyệt kỳ, hợp tác với dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa, thông qua mặt nạ IO thu được lợi nhuận cách xù thì mỹ phẩm duyệt kỳ cũng không được như bây giờ, cũng không thể phát triển ổn định. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho những người họ hàng kia nhìn thấy mà kinh hãi. Bọn họ nhìn thấy gì đây? tạ linh ngọc lại đích thân pha trà còn bưng đến trước mặt chu dương kiểu đãi ngộ này cho dù họ hàng như bọn họ trước nay cũng chưa bao giờ được như thế thậm chí lúc mà trần tuấn sinh và thẩm trạch đến cũng chưa từng nhận được đãi ngộ như vậy linh ngọc à đây chẳng qua cũng chỉ là loại người không biết liêm sỉ sao cháu lại phải làm thế đúng vậy đổ mặt dày tìm đến tạ gia chỉ e là vì tài sản của tạ gia thôi linh ngọc à cháu phải mở to mắt ra Đừng để nó lừa đấy. Đám họ hàng kia chỉ cảm thấy Tạ Linh Ngọc đang bị Chu Dương lừa, ai nấy đều phẫn nộ. Với bọn họ, chỉ cần Tạ Linh Ngọc mở miệng thì họ có thể xông lên chèn ép Chu Dương, đuổi anh ra ngoài. Đủ rồi đấy, mọi người đã nói xong chưa? Trong lúc đám họ hàng kia định tiếp tục khuyên nhủ Tạ Linh Ngọc thì cô lại lạnh lùng quát lên. Khiến tất cả bọn họ đều sững sờ, ai nấy sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Linh Ngọc à, không phải là gì nói cháu đâu, thằng Chu Dương này thì có gì tốt chứ? Trong thời gian 3 năm, nó đã làm được gì ở tạ gia này? Nếu không phải vì nó thì ban đầu cháu đã được gả cho Trần Tuấn sinh rồi, tạ gia cũng đâu phải chịu tội như trước đây. Bà gì này với sắc mặt khinh thường, lạnh lùng nhìn Chu Dương một cái, hừ lạnh một tiếng rồi bắt đầu giơ tay lên. Không chỉ thế mà ánh mắt của bà ta còn nhìn về phía Trần Tuấn Sinh và thẩm trạch ở bên cạnh. Trong mắt bà ta, Trần Tuấn Sinh và Thẩm Trạch đều là những thanh niên Tuấn Kiệt. Hai người đều xứng với tạ Linh Ngọc. Chỉ là nhà bà ta không có con gái, nếu không bà ta chỉ mong có thể nhét con gái mình vào lòng hai tên này. Chỉ cần một trong hai người này để ý đến con gái bà thì bà sẽ lập tức sẽ phát tài. Nghe bà gì nói như thế, những họ hàng khác cũng gật đầu với vẻ đồng ý. Trong mắt bọn họ, người như Chu Dương, đúng là sự phiền phức đối với tạ gia không những không có lợi gì đối với Tạ gia mà còn gây thêm rắc rối cho gia đình bọn họ. Nhưng Trần Tuấn Sinh và Thẩm Trạch thì lại khác. Bọn họ không những có gia thế không thua kém gì Tạ gia mà gia tộc phía sau họ thì có thể nói là nổi danh khắp cả thành phố Đông Hải. Người như vậy thì đi tìm ở đâu được? Nếu như lần này mà để tuột mất thì chỉ e lần sau sẽ không tìm được nữa. Đây là chuyện của cháu, lẽ nào gì còn muốn làm chủ cho cháu sao? nếu gì đã nhắm chúng người ta rồi thì di sinh con gái đi rồi gả cho người ta là được. Tạ Linh Ngọc tức giận, nói, đứng trước người họ hàng như vậy, hơn nữa còn nói những lời khó nghe trước mặt chồng mình, thì cho dù cô có là tượng đất cũng sẽ phải nổi cáu. Cô đã chịu đựng đủ đám họ hàng nhà mình rồi. Đã không có bản lĩnh, cũng không giúp ích gì cho tạ ra mà chỉ biết đến đây ăn bám kể cả lúc trước khi Mỹ Phẩm Duyệt Kỳ gặp khó khăn thì đám họ hàng này vẫn đến tạ ra để đòi chia lợi nhuận cho họ. Loại người như vậy, tạ Linh Ngọc không muốn nhẫn nhịn thêm nữa. Nhưng quan trọng nhất là cô biết Chu Dương không phải kiểu người vô dụng như đám họ hàng này thấy. Vì thế cô không thể chịu được đám người đó tiếp tục phỉ báng anh. Cháu, bà gì này vừa kinh ngạc vừa tức giận, chỉ vào Linh Ngọc nói, trên mặt đầy sự phẫn nộ nhưng lại nói không nên lời những người họ hàng khác nhìn thấy như vậy thì đều im lặng nhìn tạ linh ngọc và bà dì kia với ánh mắt kỳ dị linh ngọc con ăn nói kiểu gì vậy đây là gì của con đấy mau xin lỗi gì ngay bà tạ nhìn thấy tình hình có chút không ổn nên lập tức quát linh ngọc dì tạ chuyện này không liên quan đến linh ngọc cô ấy chỉ tức giận nhất thời nên mới nói vậy thôi ngày trước linh ngọc luôn nói với cháu là gì rất tốt với cô ấy là người vô cùng nhân từ nên gần gũi hơn với dì mới phải Trần Tuấn Sinh cũng đứng dậy, nói đỡ cho tạ Linh Ngọc. Thoạt nhìn thì có vẻ hắn ta đang nói đỡ cho tạ Linh Ngọc nhưng lời lẽ của hắn thì cũng cho rằng những lời nói trước đó của đám họ hàng kia đều là đúng. Đúng vậy, vẫn là Tuấn Sinh hiểu ta. Bà dì kia vô cùng cảm động, giả vờ dụi mắt, dường như muốn lau khô những giọt nước mắt vốn không có của mình. Chuyện trước đây giữa Linh Ngọc và Chu Dương thì cháu cũng từng nghe qua một chút, cháu còn tưởng họ đã ly hôn rồi nên muốn đến làm quen với Linh Ngọc nhưng thật không ngờ họ vẫn chưa ly hôn đúng là cháu nghĩ nhiều quá rồi thẩm trạch đứng lên thản nhiên nói với ý như muốn rời khỏi đây không phải là nghĩ nhiều đâu không phải đâu thẩm công tử khoan đi đã bà ta thấy thẩm trạch định đi thì lập tức có chút hoang mang bà ta biết thẩm trạch là thiếu gia của tập đoàn thẩm thị sau này sẽ là người thừa kế tài sản tiền tỷ của tập đoàn này người như này lại muốn làm quen với linh ngọc đối với linh ngọc mà nói đúng là chuyện cực kỳ tốt một khi hắn ta để ý đến tạ Linh Ngọc, có thể kết hôn với cô ấy, nói như vậy thì bà tạ cũng có thể có được món lời lớn ở đây. Đến lúc đó, đừng nói là chỉ một đồ trang sức của cửa hàng Phỉ Thúy Hiên mà tất cả trang sức của cửa hàng cũng không còn là vấn đề. Những thứ này thì Chu Dương có cố gắng cả đời cũng không thể thực hiện được. Bà tạ lúc này chỉ một lòng muốn giữ thẩm trạch lại, không hề để ý đến sắc mặt khó coi của tạ Linh Ngọc ở bên cạnh. Ha ha, đúng là vở kịch hay. Đúng lúc này, Chu Dương chậm rãi nói, anh vẫn ngồi trên ghế sofa, lạnh lùng nhìn Trần Tuấn Sinh và thẩm trạch. Các người muốn làm ngư ông đắc lợi thì cũng phải xem mình có khả năng đó không đã chứ. Không có năng lực mà còn đòi làm ngư ông, cuối cùng sẽ bị ca lớn ở biển ăn mất đấy. chương 215, không liên quan đến các người. Cả phòng khách lúc này đều yên tĩnh lạ thường. Hai người Trần Tuấn Sinh và thẩm trạch sắc mặt xanh mét, ánh mắt nhìn Chu Dương tràn đầy oán hận, hận nỗi không thể xông lên băm nhỏ Chu Dương. Mấy lần trước, đều là Chu Dương gây khó dễ cho bọn họ, thậm chí trong cuộc đại chiến mặt nạ còn một đòn hạ gục họ khiến họ tổn thất nặng nề. Trần Tuấn Sinh không chỉ tổn thất trên trăm triệu, hơn nữa còn khiến Thẩm Trạch có chút bất mãn với hắn. Mặc dù Thẩm Trạch tổn thất không quá nhiều nhưng lại khiến Thẩm Duy Ngôn nghiêm khắc hơn với hắn. Quan trọng nhất là lần trước khi ở câu lạc bộ tôn hưởng, cảnh tượng Chu Dương đối xử với Tô Chiết Trần Tuấn Sinh và cả Thẩm Trạch đến giờ hai người này vẫn chưa thể quên được. Lúc này, đám họ hàng cũng ngây người ra, họ không thể ngờ, Chu Dương trước nay luôn gọi dạ bảo vâng, vô cùng khách khi với họ giờ đây lại nói ra những lời này. Đây rõ ràng là tạo phản. Chu Dương, mày đang nói linh tinh cái gì vậy? Đúng thế, mày không nhìn xem ở đây đang có những ai à? Đây là thẩm công tử, tổng tài thẩm bích quân của công ty danh dương chúng mày chính là chị gái của cậu ấy đấy nếu như không khách khí với cậu ấy thì cẩn thận mày sẽ bị mất việc ngay lúc này mấy người họ hàng lại bắt đầu lên giọng khuyên can ồ khiến tôi bị mất việc tôi rất hiếu kỳ hai người đã nói thế nào với bọn họ chu dương nhau mày nói với giọng hứng thú anh chỉ biết những họ hàng này còn cả bà tạ nữa đều bị trần tuấn sinh và thẩm trạch mê hoặc nên thái độ lần này với mình khó coi hơn trước nhiều nhưng anh lại không biết hai kẻ này đã nói những gì không biết có phải những lời thốt ra từ miệng họ mình là một kẻ chuyện xấu gì cũng làm không chỉ kiêu ngạo mà còn không coi ai ra gì hùm chỉ có điều trần tuần sinh và thẩm trạch đều không dám nhìn thẳng vào chu dương chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi hướng khác nhìn xem đây chính là khoảng cách đó có một số người có được chút thành tựu là tự coi mình giỏi lắm rồi ở trước mặt thẩm thiếu gì mày chẳng là cái quái gì cả đúng thế nếu không phải là thẩm thiếu gia hào phóng thì chu dương mày sớm đã cút xéo từ lâu rồi đúng vậy đâu chỉ có vậy không ngờ nó còn dám ở đây hỗn láo với chúng ta nữa đủ rồi các người nói đủ chưa đám người kia dường như vẫn muốn nói tiếp nhưng tạ linh ngọc lạnh lùng quát lên nhìn chằm chằm vào họ từ trước đến nay không phải là cô không biết trước đây khi mỹ phẩm duyệt kỳ kinh doanh vẫn tốt sự nghiệp của mình cũng ngày một phát triển thì đám họ hàng này vô cùng tôn kính với tạ gia lúc nào cũng qua lại tạ gia nhưng ba năm gần đây sau khi duyệt kỳ gặp khó khăn thì đám người này không thèm hỏi hạt giúp đỡ gì thậm chí còn muốn chiếm lợi ích từ tạ gia hiện giờ mỹ phẩm duyệt kỳ lại một lần nữa đi vào vận hành bình thường thì họ lại tụ tập đến tạ gia chẳng phải vì muốn được lợi nữa hay sao những điều này tạ linh ngọc đều biết cả nhìn thấy tạ linh ngọc cáu giận Đám họ hàng này đều nhìn nhau, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không dám nói ra. Có điều ánh mắt họ nhìn Tạ Linh Ngọc có chút khác thường. Đồng thời, lúc họ nhìn về phía Chu Dương thì ánh mắt lại càng ác độc hơn. "Linh Ngọc, con nói năng kiều gì vậy? Đây đều là bề trên của con đấy, mau xin lỗi đi." Mặt bà ta cứng đờ, lập tức thấy không vui, kéo tay Tạ Linh Ngọc như muốn cô phải xin lỗi đám bọn họ. "Không phải bà ta muốn đám họ hàng này giúp gì?" Bởi tình hình trước mắt của Tạ gia rất đơn giản, chỉ cần dựa vào mỹ phẩm duyệt kỳ cũng coi như không tê. Còn đám họ hàng kia thì không so sánh với nhà mình được. Nhưng bà Tạ là người thích thể diện. Trước đây khi Tạ gia gặp khó khăn, thái độ lãnh đạm của đám họ hàng kia khiến bà Tạ có chút chạnh lòng. Đồng thời, trong lòng bà ta cũng có chút bất an. Đến tận bây giờ, khi nhà mình tốt lên, thấy đám họ hàng này lại bắt đầu bám víu lấy mình thì trong lòng bà Tạ thấy vô cùng mãn nguyện nếu như tạ linh ngọc thật sự đắc tội với những người này thì bọn họ sẽ không đến nhà mình nữa vậy thì bà tạ sẽ không biết đi đâu để khoe khoang những gì bà tạ nghĩ trong lòng thì tạ linh ngọc đều hiểu rõ cũng chính vì như thế nên cô mới thấy chán ghét mẹ à con không muốn nói nhiều với họ nữa con và chu dương vẫn chưa ly hôn cũng không có ý định ly hôn nếu như bọn họ muốn dùng con để đi trao đổi lợi ích với người nào đó thì con khuyên họ hãy thu lại ý nghĩ đó đi Khuôn mặt Tạ Linh Ngọc lạnh lùng, hơi thở và dáng vẻ lười biếng của người vừa mới ngủ dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về đám họ hàng khiến bọn họ không dám thở mạnh. Nếu như các người muốn bấu víu vào ai thì tự giả con gái mình đi, đừng ở đây mà suy nghĩ sâu xa. Lời nói vừa dứt, cả phòng khách đều yên tĩnh không có tiếng động. Đám họ hàng nghe vậy thì sắc mặt biến đổi, ai nấy đều vừa thẹn vừa tức. Nhưng bọn họ không dám nổi nóng với Tạ Linh Ngọc, chỉ có thể chút giận lên người Chu Dương đều trách cái thằng chu dương này nếu không phải nó suốt ngày bám lấy linh ngọc thì sao con bé lại đối xử với chúng ta thế chứ đúng vậy đúng là cái đồ rác rưởi lớn như vậy rồi mà một việc cũng làm không thành đã thế còn định dựa vào linh ngọc để sống đúng là đồ vô dụng theo như tôi thấy thì linh ngọc sớm cũng chịu thiệt thôi con bé vẫn còn trẻ chưa hiểu hết tâm tư bọn đàn ông thằng kia căn bản là nhìn thấy hiện giờ linh ngọc có tiền nên muốn phân chia tài sản đây mà đám họ hàng gì dầm nói với nhau nhưng vẫn không ngừng nhìn về phía Chu Dương, ánh mắt khinh bị coi thường. Để tôi nói, Chu Dương cuối cùng cũng lên tiếng. Anh không thể chịu được những lời lẽ khó nghe mà đám người này nói với mình, càng không thể chịu được việc họ thêu dệt vào cuộc sống của Tạ Linh Ngọc. Các người đã nói xong chưa? Tôi và Linh Ngọc có như thế nào thì cũng liên quan gì đến các người. Tôi đã ăn cơm nhà các người hay dùng tiền nhà các người chưa vậy? Chu Dương lạnh lùng nói hừm cứ coi như mày không ăn cơm nhà chúng tao không dùng tiền nhà chúng tao nhưng chúng tạo là bề trên của linh ngọc suy nghĩ cho con bé là điều tất nhiên bà di hư lạnh nói lúc này bà ta nhìn chu dương sắc mặt không chút thoải mái bà ta vốn nghĩ nếu như chu dương mua cho bà ta một miếng phỉ thúy thì bà ta sẽ mở lòng từ bi đối xử với chu dương thái độ tốt hơn một chút dù sao thì chu dương và tạ linh ngọc cũng sắp ly hôn tận dụng thời gian cuối cùng này để kiếm chút lời cũng tốt. Nhưng hiện giờ, không chỉ không kiếm được chút lợi nào mà tạ Linh Ngọc còn vì Chu Dương mà có thái độ không tốt với người gì như bà ta, thậm chí với cả đám bọn họ. Điều này khiến bà ta thấy bất mãn trong lòng. Các người đây lại ỷ lớn tuổi hơn mà coi thường người khác. Không đợi bà gì nói tiếp, Chu Dương trực tiếp mở miệng cắt lời bà. Chưa nói đến việc tôi và Linh Ngọc sẽ không ly hôn, mà ngay cả chúng tôi ly hôn thì cũng không đến lượt các người ở đây nói linh tinh rồi hoa chân múa tay giữ chút thể diện cho các người mà các người thật sự coi mình là bề trên rồi đấy trên đời này đâu có bề trên nào như các người chu dương không khách khí nói lời lẽ sắc bén không chút nể nang gì dù sao thì anh và đám họ hàng này cũng không có chút tình cảm nào thậm chí còn có chút oán hận trước đây khi bà chu bị bệnh trên người chu dương không đủ tiền lúc anh đến tìm Linh Ngọc mượn thì chính đám người này đã thầm giờ trò khiến cô ấy hiểu lầm và không quan tâm gì đến anh. Mặc dù lúc đó anh không làm gì, cũng không có năng lực làm gì nhưng không có nghĩa anh sẽ quên chuyện đó. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 14